Chiến tranh Pháp Đại Nam hoặc Chiến tranh Pháp Việt. Biên tập Thi, giọng đọc Hải Yến. Có một nhà sử học Việt Nam từng có câu nói gây sốc trên mạng xã hội. Đại ý, Pháp không xâm lược Việt Nam, Pháp chỉ muốn mượn đường Việt Nam để tấn công Trung Hoa. Một cuộc mượn đường nhờ vả hơi dài lâu. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem hư thực cái công cuộc mượn đường diệt tàu của Pháp nó như nào. Câu chuyện hàng trăm năm khó mà chi tiết được, cho nên chúng ta tạm chấp nhận nét đại cương, những sự kiện chính và cả giả sử nếu có. Cuộc mượn đường này được lịch sử Á Âu Kim Cổ gọi là cuộc chiến giữa nhà Nguyễn của Đại Nam và đế quốc thực dân Pháp, hay ngắn gọn hơn là chiến tranh Pháp Việt. Cuộc chiến kết thúc bằng thắng lợi của đế quốc thực dân Pháp. Người Pháp xâm chiếm toàn bộ lãnh thổ Đại Nam và thiết lập bộ máy cai trị, bắt đầu thời kỳ Pháp thuộc trong lịch sử Việt Nam. Ngày mùng 7 tháng 5 năm 1954, Điện Biên Phủ thất thủ trong cuộc chiến tổng lực cuối cùng nhằm chốt hạ số phận của Việt Nam và hai nước Đông Dương khác của Pháp. Thất bại này đã buộc Pháp ký Hiệp định Geneva, chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình và rút quân hoàn toàn khỏi Đông Dương, công nhận Việt Nam là một quốc gia độc lập. Tính tới thời điểm này, Pháp đã ngự trị tại Việt Nam 96 năm kể từ cuộc tấn công đầu tiên vào cửa biển Đà Nẵng năm 1858. Từ giữa thế kỷ 19, Pháp là nước tư bản phát triển ở châu Âu, luôn giáo diết tìm cách xâm chiếm các nước khác, hòng khai thác thuộc địa để làm giàu. Lúc này, Việt Nam tuy độc lập, nhưng chế độ phong kiến khủng hoảng trầm trọng, ngày càng rối ren. Nhiều cuộc khởi nghĩa của nông dân chống lại triều đình diễn ra khiến cho tình hình càng phức tạp. Lợi dụng các mối quan hệ đã có từ thời Chúa Nguyễn Ánh và sự suy yếu của chế độ phong kiến Việt Nam, Pháp và Tây Ban Nha đã viện cớ nhà Nguyễn cấm đạo Thiên Chúa, bắt bớ giết hại nhiều giáo sĩ giáo dân để tiến hành cuộc chiếm cứ nước Việt. Được sự hậu thuẫn của Tây Ban Nha, sau nhiều lần khiêu khích, ngày 31 tháng 8 năm 1858, khoảng gần 3.000 binh lính và sĩ quan Pháp và Tây Ban Nha đã kéo tới dàn trận trước cửa biển Đà Nẵng. Âm mưu của Pháp là chiếm Đà Nẵng làm căn cứ, rồi tấn công ra Huế, nhanh chóng buộc triều đình nhà Nguyễn đầu hàng. Có thể chia cuộc chiến tranh xâm lược lần thứ nhất của thực dân Pháp làm 4 giai đoạn. Giai đoạn 1. Từ ngày mùng 1 tháng 9 năm 1858 đến ngày mùng 5 tháng 6 năm 1862. Ngày mùng 1 tháng 9 năm 1858, Liên quân Pháp Tây Ban Nha tấn công bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng với chủ trương đánh nhanh, thắng nhanh. Đáp lại, quân dân nhà Nguyễn dưới sự chỉ huy của Nguyễn Tri Phương thực hiện kế sách vườn không nhà trống và chống trả quyết liệt. Liên tục 5 tháng không chiếm nổi Sơn Trà, Pháp chuyển hướng chiến lược sang tấn công Gia Định. Ngày 17 tháng 2 năm 1859, sau khi bắn phá 12 đồn dọc hai bờ sông và 3 cảng trên sông Sài Gòn, quân Pháp công hãm thành Gia Định. Đến 10 giờ cùng ngày thì thành Gia Định thất thủ. Mục đích chọn Gia Định là bởi Gia Định xa Trung Quốc sẽ tránh được sự can thiệp của nhà Thanh, xa kinh đô Huế sẽ tránh được sự tiếp viện của triều đình. Chiếm được Gia Định sẽ chiếm được kho lúa gạo. Hơn nữa, từ Gia Định sẽ dễ dàng theo sông Cửu Long đánh ngược lên Campuchia, làm chủ lưu vực sông Mekong. Từ ngày 8 tháng 5 đến ngày 18 tháng 11 năm 1860, Pháp tấn công tuyến phòng thủ Thuận An, Huế. Ngày 12 tháng 4 năm 1861, Pháp chiếm Mỹ Tho, tỉnh Định Tường.
ngày 9 tháng 12 năm 1861, Pháp chiếm Côn Đảo. Từ ngày 16 đến 18 tháng 12 năm 1861, Pháp đánh chiếm Biên Hòa. Từ ngày 21 đến 23 tháng 3 năm 1862, Pháp đánh chiếm Vĩnh Long. Ngày 5 tháng 5 năm 1862, Pháp chiếm Thuận An, Huế, gây sức ép buộc Triều Đình Huế ký Hiệp ước Nhâm Tuất 1862, nhượng ba tỉnh miền Đông là Gia Định, Định Tường, Biên Hòa và đảo Côn Sơn. Giai đoạn 2, từ 20 tháng 6 năm 1867 đến 15 tháng 3 năm 1874. Tháng 6 năm 1867, Pháp đánh chiếm Vĩnh Long lần 2, rồi lần lượt tiến đánh Châu Đốc, Hà Tiên và đơn phương tuyên bố lục tỉnh là lãnh địa của Pháp. Năm 1872, Pháp mở rộng chiến tranh xâm lược ra miền Bắc Việt Nam. Ngày 12 tháng 11 năm 1873, Pháp gửi tối hậu thư buộc Tổng đốc Nguyễn Tri Phương giao nộp thành Hà Nội. Sau khi bị phản đối, ngày 20 tháng 11 năm 1873, Pháp đánh chiếm Hà Nội. Ngay sau đó, tiếp tục đánh chiếm các tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh, Thái Nguyên. Trong tháng 12 năm 1873, Pháp lần lượt chiếm Hải Dương, Ninh Bình, Nam Định. Kết thúc giai đoạn này, Pháp ép Triều Đình Huế ký hiệp ước thừa nhận quyền cai trị của Pháp ở lục tỉnh và nhiều điều khoản trói buộc khác. Năm 1874, Pháp trả lại Triều Đình Huế một số tỉnh như Hà Nội vào ngày 16 tháng 2 năm 1874, Hải Dương 31 tháng 12 năm 1873, Ninh Bình mùng 8 tháng 1 năm 1874, Nam Định mùng 10 tháng 1 năm 1874. Giai đoạn 3, từ 25 tháng 3 năm 1882 đến 25 tháng 8 năm 1883. Ngày 25 tháng 4 năm 1882, khi Tổng đốc Hoàng Diệu khước từ tối hậu thư giao nộp thành, Pháp đã tiến hành đánh chiếm thành Hà Nội. Đến tháng 3 năm 1883, Pháp chiếm Hòn Gai và chiếm Gia Định. Đến thời điểm này, Pháp đã chiếm hầu hết các tỉnh Bắc Kỳ. Từ ngày 18 đến 20 tháng 8 năm 1883, Pháp đánh chiếm cửa Thuận An, Huế và kết thúc bằng Hiệp ước Quý Mùi 1883. Nhà Nguyễn cầu cứu quân Thanh, nhưng quân Thanh lại bắt tay với Pháp cùng vơ vét nước ta, trong khi những giao tranh giữa quân triều đình với Pháp diễn ra yếu ớt thì các cuộc khởi nghĩa của quân dân lại diễn ra mạnh mẽ, nhưng do thiếu đường lối nên chỉ tồn tại một thời gian rồi thất bại. Thêm vào đó, sự bạc nhược của triều đình khi liên tục ký những hiệp ước khiến cho tình hình chính trị càng rối ren phức tạp, đời sống nhân dân cực khổ, thổ phỉ hoành hành. Giai đoạn 4, từ mùng 1 tháng 9 năm 1883 đến mùng 6 tháng 6 năm 1884, Pháp liên tiếp và dễ dàng chiếm được các tỉnh Ninh Bình 1883, Sơn Tây 1883, Phả Lại 1884, Bắc Ninh 1883, Thái Nguyên 1883, Lâm Thao 1884, Tuyên Quang 1884. Ngày 6 tháng 6 năm 1884, Hòa ước Paternotte được ký kết tại Kinh Thành Huế gồm 19 điều khoản chia nước Đại Nam ra làm 3 xứ, Bắc Kỳ, Trung Kỳ và Nam Kỳ, đặt dưới 3 chế độ khác nhau. Mỗi kỳ có một chế độ cai trị riêng như là 3 nước riêng biệt. Nam Kỳ là thuộc địa Pháp, Bắc Kỳ và Trung Kỳ là xứ Pháp bảo hộ, nhưng Triều Đình Nguyễn trên danh nghĩa vẫn được quyền kiểm soát. Cuộc chiến chống Pháp xâm lược của người Việt đã hoàn toàn thất bại. Tuy nhiên, cho đến tận ngày cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công, nhân dân Việt Nam dưới nhiều hình thức được dẫn dắt bởi những hào kiệt, chí sĩ, quan lại, nhiều tầng lớp,
vẫn luôn nổi dậy, đấu tranh vì độc lập tự do của dân tộc. Cùng với Việt Nam, Pháp chiếm Campuchia năm 1863 và thôn tính Lào năm 1893. Từ đây, chính thức áp đặt sự thống trị lên toàn bộ Đông Dương, tiến hành cuộc khai thác thuộc địa, làm giàu cho nước Pháp. Liên quân Pháp-Tây Ban Nha tấn công Đà Nẵng lần thứ nhất là trận đánh mở đầu cho cuộc chiến tranh Pháp-Việt 1858-1884 trong lịch sử Việt Nam. Đây là trận đánh kéo dài nhiều ngày, khởi sự từ ngày 31 tháng 8 năm 1858 và kết thúc vào ngày 2 tháng 2 năm 1859. Liên quân không thực hiện được mục tiêu đánh chiếm Sơn Trà, tổ chức rút lui chuẩn bị cho một chiến lược khác. Tại Sơn Trà, Đà Nẵng, liên quân Pháp-Tây Ban Nha đã bị cầm chân và bị thiệt hại nặng nề. Đây là chiến thắng lớn và duy nhất trong hơn một phần tư thế kỷ, từ 1858 đến 1884, chống ngoại xâm của quân và dân Đại Nam. Vào ngày 15 tháng 4 năm 1847 và ngày 26 tháng 9 năm 1857, Pháp tấn công thăm dò và thử sức lực lượng phòng thủ của nhà Nguyễn ở Đà Nẵng. Một ủy ban có tên là Ủy ban Nam Kỳ do Nam tước Brendian đứng đầu đã đệ trình kế hoạch và được Hoàng đế Napoleon III chấp thuận, chọn Đà Nẵng làm điểm khởi đầu trong kế hoạch đánh chiếm Đại Nam. Đà Nẵng là một hải cảng sâu và rộng, thuận tiện cho tàu chiến vào ra, lại nằm trên trục đường Bắc Nam, có thể sang Lào, Campuchia, và chỉ cách kinh đô Huế không đầy 100 km, thuận lợi cho việc đánh nhanh thắng nhanh của Liên quân Pháp-Tây Ban Nha, gọi tắt là Liên quân. Ngoài ra, Đà Nẵng còn có cánh đồng Nam Ngãi để nuôi quân, có nhiều giáo sĩ và giáo dân thân Pháp. Nếu đánh chiếm được Đà Nẵng, vượt đèo Hải Vân, tấn công ra Huế chính là con đường ngắn nhất, nhanh nhất, ít hao tốn tiền của và nhân lực nhất để thực hiện được ý đồ của Liên quân. Tuy nhiên, phải đến khi Hiệp ước Thiên Tân 28 tháng 6 năm 1858 ký kết, quân đội Pháp ở Viễn Đông mới có thể rảnh tay trong việc chinh phục Đại Nam. Lực lượng đôi bên. Liên quân có khoảng 3.000 quân, trong đó 450 binh sĩ Tây Ban Nha, được bố trí trên 14 tàu chiến, theo Đại Nam thực lục là 12 chiếc tàu. Trong đó có soái hạm Namesic và những tàu chiến được trang bị tới 50 khẩu đại bác, có sức công phá lớn và sát thương cao. Lực lượng quân nhà Nguyễn ở Đà Nẵng có khoảng 2.070 lính chính quy, theo Đại Nam thực lục, dưới quyền chỉ huy của Tổng thống Nam Ngãi Trần Hoằng. Khi trận chiến nổ ra, chi viện thêm 2.000 người nữa do hữu quân đô thống Lê Đình Lý chỉ huy từ Huế vào. Ở các pháo đài có nhiều đại bác và vũ khí các loại. Liên quân tấn công. Phát xuất từ đảo Hải Nam, Trung Quốc, Phó Đô đốc Hải quân De Ginili được lệnh phối hợp với đạo quân Tây Ban Nha do Đại tá Lanzarote chỉ huy, đưa tàu chiến xuống phía nam. Chiều tối ngày 31 tháng 8 năm 1858, toàn bộ lực lượng trên đã có mặt trước cửa biển Đà Nẵng. Sáng mùng 1 tháng 9 năm 1858, De Ginili gửi tối hậu thư yêu cầu quan trấn thủ Đà Nẵng trong 2 giờ phải giao nộp tỉnh thành. Không đợi trả lời, đại bác của liên quân tập trung hỏa lực bắn tới tấp hàng trăm quả vào cửa sông Đà Nẵng và các đồn ở bán đảo Sơn Trà. Theo kế hoạch, liên quân gồm 2 bộ phận. Bộ phận thứ nhất gồm 3 tàu chiến tập trung hỏa lực bắn vào các đồn ở Sơn Trà. Bộ phận thứ hai được hỏa lực yểm trợ, nhanh chóng tiến gần vào cửa sông Đà Nẵng để bắn vào đồn Đông và đồn Tây. Ngày mùng 1 tháng 9, đồn Đông bị vỡ. Sáng hôm sau, mùng 2 tháng 9, liên quân tiếp tục nã đại bác chiếm lấy đồn Tây rồi đổ bộ lên bán đảo Sơn Trà, chiếm đồn An Hải và đồn Điện Hải chỉ nội một ngày. Trước kẻ thù có vũ khí mạnh hơn, quân Việt vừa đánh vừa lui dần lại sau, lập phòng tuyến Liêu Trì trước huyện Hòa Vang để ngăn liên quân vào nội địa.
Lúc này, vua Tự Đức sai trưởng vệ Đào Chí vào Đà Nẵng để hiệp cùng Tổng đốc Nam Ngãi Trần Hoàng. Nhưng Đào Chí đến nơi thì hai đồn trên đã mất. Nhà vua lại sai hữu quan đô thống Lê Đình Lý và tham tri bộ hộ Phạm Khắc Thận đem 2.000 quân vào ứng cứu. Tham tri nội các Nguyễn Duy giữ chức chỉ huy quân thứ ở Quảng Nam và ra lệnh cách chức Trần Hoằng vì lỗi án binh bất động, đưa Đào Chí lên thay. Đánh chiếm được Sơn Trà, liên quân Pháp Tây Ban Nha tiến vào nội địa, đánh tan phòng tuyến bằng ụ đất rào tre của quân Việt ở xã Mỹ Thị, rồi tràn sang chiếm xã Cẩm Lệ. Tướng Lê Đình Lý bị trọng thương rồi mất trong trận chiến này. Xét công tội, tướng Hồ Đức Tư trấn giữ đồn Hóa Khuê bị vua Tự Đức sai bắt giam và bị cách chức vì lỗi án binh bất động không tiếp ứng. Hữu quân Lê Đình Lý mất, vua cử thống chế Chu Phúc Minh làm tổng đốc quân vụ thay Lê Đình Lý. Điều tướng Nguyễn Tri Phương, kinh lược sứ Nam Kỳ, về làm tổng đốc quân vụ Quảng Nam. Cử thêm Phạm Thế Hiển làm tham tán, gấp rút chấn chỉnh quân chánh và thống nhất phương thức chống ngoại xâm. Nguyễn Tri Phương chủ trương không đánh chính diện để tránh sức mạnh hỏa lực của đối phương, thực hiện vườn không nhà trống để cô lập và triệt đường tiếp tế của địch, cho phục kích đáp lũy dài từ Hải Châu tới Phúc Ninh, Thanh Giản, bao vây liên quân ngoài mé biển. Suốt 5 tháng bị cầm chân, cái đói, cái bệnh, cái nóng bức đã khiến liên quân mệt mỏi và hao mòn. Mặc dù được giáo sĩ Pellerin khuyên nên đem quân ra chiếm Bắc Kỳ vì ở đó có giáo sĩ và giáo dân Thiên Chúa Giáo và những người còn tôn phù nhà Lê nổi lên góp sức. Nhưng sau khi cân nhắc, tướng De Junilly không tán thành. Ngày mùng 2 tháng 2 năm 1859, chỉ để lại 1/3 quân số, khoảng 1.000 người và 6 tàu chiến, bàn giao lại cho đại tá Paucon nắm giữ, còn lại bao nhiêu, De Junilly cho rút hết vào Nam, mở mặt trận mới ở Gia Định. Những diễn biến cho thấy đối phương không thể phát huy được sức mạnh của binh khí kỹ thuật để tấn công ồ ạt mà đã bị chặn ngay ở cửa biển Đà Nẵng. Đây là kết quả của khối đoàn kết toàn dân. Ngoài quân chủ lực, còn có sự tham gia của biển binh và dân binh sở tại. Giáo sư Trần Văn Dầu viết, sau 5 tháng giao tranh, liên quân Pháp Tây Ban Nha chỉ chiếm được một ngọn núi không người và vài làng ven biển không người. Họ không dám tiến sâu, họ mong chờ một cuộc nổi loạn của dân Nam Ngãi theo lời hứa hẹn của các giáo sĩ Pháp mà không thấy. Trong lúc tiến thoái lưỡng nan ấy thì liên quân bị đau ốm và chết chóc khá nhiều, căn bản không phải vì súng đạn mà chính vì phong thổ khí hậu. Thức ăn lại rất khó tìm, thuốc men không đủ dùng, thỉnh thoảng bị quân Việt đến tập kích bắn tỉa. Phó đô đốc De Junilly viết thư về Pháp. Chính phủ bị đánh lừa về bản chất của cuộc đi đánh lấy nước Nam Kỳ. Người ta trình bày rằng việc viễn chinh này chỉ là một việc dễ dàng thôi, nho nhỏ thôi. Thực ra nó không dễ, cũng không nhỏ. Người ta cho rằng dân chúng sẽ nổi lên hưởng ứng. Thật ra, trái hẳn với dự đoán đó, người ta báo cáo rằng quân đội Việt không có gì. Sự thật thì quân chính quy rất đông, còn dân quân thì không đau ốm và không tàn tật. Trên bộ thì không hành quân lớn được, dù chỉ là hành quân ngăn ngắn mà thôi, binh lính không chịu đựng nổi. Trong báo cáo đề ngày 4 tháng 1 năm 1859, De Junilly viết, chúng ta đang xuống dốc đến kiệt quệ ở Đà Nẵng, mọi phương tiện cải thiện tình hình bộ binh và hải quân đều hết sạch và vô hiệu. Ngày 15 tháng 1, viên tướng này gửi tiếp một báo cáo nữa để nói rõ số lính chết vì bệnh kiết lỵ lên đến mức đáng sợ. Trong số 800 lính bộ binh, chỉ còn nhiều nhất là 500 người có thể cầm khí giới nhưng không đủ sức để mở một cuộc hành quân. Kế hoạch đánh mau thắng mau của đối phương tuy thất bại ở Đà Nẵng, họ chọn được một vị trí khác để thực hiện kế hoạch đó, trong khi đại quân của triều đình Huế án binh bất động, tự giam chân, đằng sau các tuyến phòng thủ thì đại quân của họ lũ lượt kéo vào Nam. Hiện nay,
ở bán đảo Sơn Trà, ngay gần cổng vào cảng Tiên Sa, Đà Nẵng, vẫn còn nhà tưởng niệm nơi chôn cất các binh lính liên quân Pháp Tây Ban Nha chết trong trận Đà Nẵng. Nhà tưởng niệm này được người Pháp xây dựng vào năm 1898, cải táng xương cốt của các binh lính chôn chung trong một hố, còn mộ các sĩ quan chôn xung quanh vườn. Mặc dù đã hơn 100 năm trôi qua, nhưng nhà tưởng niệm vẫn còn, được người dân địa phương bảo tồn nguyên vẹn, gọi là Nghĩa Trang Y Pha Nho. Bị cầm chân ở Đà Nẵng, tướng De Ginili buộc phải thay đổi kế hoạch, rút 2/3 số quân, tức 2.000 người, và 8 trong số 14 chiến thuyền trên trận này để đánh chiếm Gia Định. Trong khi đại quân của triều đình Huế án binh bất động tự giam chân phía sau các phòng tuyến tại Đà Nẵng, thì đại quân của Liên Quân kéo vào Nam với ý đồ chiếm cứ thành Gia Định. Rạng sáng ngày 17 tháng 2 năm 1859, Liên Quân bắt đầu tấn công thành Gia Định và kết thúc khoảng 10 giờ trưa cùng ngày. Liên Quân đánh chiếm và phá hủy nhiều công trình quân sự của Vương Triều nhà Nguyễn, trong đó có thành Gia Định. Mặc dù được giáo sĩ Pellegrin khuyên nên đem quân ra chiếm Bắc Kỳ vì ở đó có giáo sĩ và giáo dân Thiên Chúa Giáo và những người tôn phù nhà Lê nổi lên giúp sức, nhưng sau khi cân nhắc, tướng De Ginili không tán thành. Theo thư ngày 29 tháng 1 năm 1859 của viên tướng này gửi Bộ trưởng Hải quân Pháp ở Paris, thì Sài Gòn nằm trên một con sông mà chiến thuyền của chúng ta dễ vào, và hễ quân lên bộ thì đánh thành ngay, không phải lưng cõng vai mang băng đồng mệt nhọc. Sài Gòn lại là một vựa thóc, nhân dân và binh lính ở kinh thành Huế sống một phần nhờ vào gạo Sài Gòn. Đến tháng 3 thì thuyền chở thóc gạo sẽ kéo buồm từ Sài Gòn ra Huế, chúng tôi quyết chặn thóc gạo đó lại. Như vậy, việc Pháp chọn một mặt trận thứ hai ở Sài Gòn cũng không nằm ngoài mục đích muốn chiếm đóng và tìm kiếm lợi lộc từ nước Việt. Và nếu không thể đánh nhanh thắng nhanh ở Đà Nẵng được, thì Sài Gòn quả là một địa bàn thuận lợi hơn Hà Nội. Bởi ở đây có một hệ thống sông rạch chằng chịt, nhiều sản vật, nhiều của cải và nhiều lúa gạo nhất Đại Nam. Cho nên De Ginili mong muốn chiếm Sài Gòn để có thể vừa lập nghiệp vừa phòng thủ, vừa hành binh vừa lưu thông thương mại dễ dàng. Ngoài việc cắt đứt con đường tiếp tế lương thực cho Huế như đã ghi trên, thực dân Pháp sẽ có thêm điều kiện thuận lợi để thực hiện ý đồ làm chủ lưu vực sông Mekong và xa hơn nữa là phía Bắc. Từ nhận định trên, ngày 2 tháng 2 năm 1859, tướng De Ginili đem số tàu và số quân đã kể trên tiến vào Nam. Ngày 10 tháng 2, Đại Bác bắn vào Vũng Tàu. Ngày 11 tháng 2, đoàn tàu chiến Pháp vào sông Cần Giờ. Sau đó, quân Pháp vừa đi vừa tháo gỡ những chướng ngại vật trên sông và triệt phá 12 đồn trại của quân Việt ở hai bên bờ. Tới chiều 15 tháng 2, quân Pháp đến được Ụ Hữu Bình. Một cuộc đấu pháo đã diễn ra dữ dội suốt đêm. Quân Việt dùng thuyền nhỏ, chở đầy thuốc súng và rơm khô, định dùng kế hỏa công, nhưng bị quân Pháp biết, sai người lén đốt trước. Sáng sớm hôm sau, tức ngày 16 tháng 2, 7 tàu chiến Pháp dàn trận rồi ra sức bắn phá cho đến khi quân Việt phải bỏ chạy và quân Pháp xông lên chiếm được pháo đài. Và ngày hôm sau nữa, vào 17 tháng 2, các tàu chiến đã có mặt trước thành Gia Định. Tấn công thành Gia Định. Nhờ cho hai tàu nhỏ vào rạch Thị Nghè thám thính, cộng thêm sự chỉ dẫn của giáo sĩ Lefebvre, nên các sĩ quan Pháp đã hiểu khá rõ lực lượng và cách bố phòng của thành Gia Định. Sáng sớm ngày 17 tháng 2, tướng De Ginili cho Đại Bác trên tất cả các tàu chiến bắn yểm hộ, rồi cho một cánh quân đổ bộ, dùng chất nổ phá thành. Vào năm 1865, Pháp đặt tên con đường mà đội quân này đi là Citadel. Pháo trên thành bắn xuống tàu đối phương nhưng không mấy hiệu quả.
Khi đánh thủng được cửa đông, quân Pháp dùng thang leo vào thành, đôi bên xông vào đánh Giáp Lá Cà. Đến khoảng 10 giờ trưa, hộ đốc Võ Duy Ninh trấn thủ thành, lệnh lui quân, bỏ lại hầu hết súng đạn, thóc gạo và hơn 100 chiến thuyền gỗ trên sông Thị Nghè. Chạy đến thôn Phước Lý thuộc Tổng Phước Lộc, huyện Tân Bình xưa, hộ đốc Võ Duy Ninh và án sát Lê Từ, Tự Vẫn, còn đề đốc Trần Chí, bố chánh Vũ Thực, lãnh binh Tôn Thất Năng, nhờ sự yểm trợ của đạo quân Ứng Nghĩa do Lê Huy và Trần Thiệu Chính chỉ huy, mang quân chạy về ụ Tây Thới. Theo Thomazi, trong thành Gia Định lúc này có hơn 2.000 quân, 200 đại bác bằng sắt, bằng đồng, một hải phòng hạm, 7 chiến thuyền, 25.000 cân thuốc súng, tiền bạc trị giá tương đương 130.000 franc, thực phẩm đủ nuôi 8.000 quân trong một năm. Tuy thắng trận, nhưng Pháp không đủ quân để giữ thành, không nhận được sự hỗ trợ từ các giáo sĩ và giáo dân Thiên Chúa giáo và luôn bị các đội nghĩa quân đêm ngày bám sát, tìm cách bao vây, nên quân Pháp đã phá hủy thành Gia Định, biến thành tro bụi. Vào ngày 8 tháng 3 năm 1859, tướng De Genilly cho đặt mấy chục ổ thuốc nổ phá tung nhiều đoạn trường thành, đốt dinh thự kho tàng bên trong, đốt cả thóc lúa. Tương truyền, kho thóc thành Gia Định cháy mãi 2 năm mà khói vẫn còn nghi ngút. 24 tháng nắng mưa không làm tắt được đám cháy nào. Quân Pháp cũng cướp giật, đốt luôn nhiều phố xá thương mại và thôn xóm dân cư. Nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu đã ghi: Bến nghé của tiền tan bọt nước, đồng nai tranh ngói nhuộm màu mây. Phá tan thành Gia Định xong, De Nizili chỉ để lại một số quân đóng giữ ở đồn Nam, tức đồn Hữu Bình, còn bao nhiêu rút hết xuống các tàu chiến. Ngày 20 tháng 4 năm 1859, tướng De Nizili giao quyền cho đại tá hải quân John Reguiberi chiếm giữ Gia Định, rồi lui tàu trở lại mặt trận Đà Nẵng. Lúc này, quân Pháp ở Đà Nẵng đang bị nguy kịch vì thương vong và dịch bệnh. Nhận tin Gia Định thất thủ, triều đình Huế vẫn chủ trương để đại quân phòng ngự Đà Nẵng chỉ phái thượng thư bộ hộ Tôn Thất Hiệp mang 15.000 quân vào đóng ở Biên Hòa. Tổng đốc Long Tường Trương Văn Uyển gửi sớ về triều đình báo tin thất thủ Gia Định. Mặt khác, ông triệu tập các trấn thủ khác ở An Giang, Định Tường, Hà Tiên hợp sức chống cự. Tổng đốc Trương Văn Uyển kéo quân tới đồn Lão Sầm gần chùa Mai Sơn để tấn công, bị quân Pháp đổ ra bao vây, quân nhà Nguyễn lui về cố thủ Vĩnh Long, Trương Văn Uyển bị trọng thương. Quân Pháp tuy đã hạ được thành Gia Định, nhưng phải đối phó với những đạo quân Ứng Nghĩa hoạt động sôi nổi ở khắp nơi, đêm ngày phục kích, đột kích, bao vây đối phương. Nhân dân tự thiêu hủy nhà cửa, di tản không hợp tác với Pháp, nhưng cũng có nhiều người dân địa phương đi lính cho Pháp. Trích lại báo cáo của quân Pháp: Người Việt Nam tự vệ mạnh mẽ, đường đạn của họ không phải là không chính xác. Tàu Le Dragon bị trúng 3 phát đạn, tàu Avatanche bị 7 phát. Trước sự kháng cự của quân và dân Việt, đêm 21 tháng 4 năm 1859, quân Pháp ở đồn Hữu Bình bị thiệt hại khá nặng. Trong một báo cáo gửi về Bộ Hải quân Pháp ở Paris, tướng De Gonilly đã than rằng: Bây giờ tôi không biết bằng cách gì và đến chừng nào cái sự việc Nam Kỳ này sẽ được giải quyết. Không thể không thừa nhận rằng cuộc chiến tranh với nước này còn khó hơn cuộc chiến tranh với Vương quốc Trung Hoa. Sau này, giáo sư Trần Văn Dầu nhận xét: Lúc Pháp đến đánh, trong thành Gia Định chỉ có hơn 1.000 quân thủ thành. Trong thành có đủ khí giới lương thực cho 10.000 quân đóng giữ trong một năm. Điều đó chứng tỏ rằng triều đình thờ ơ với sự phòng vệ, mặc dầu 5-6 tháng nay Pháp đánh Đà Nẵng và từ hơn một tuần nay đối phương vào Cần Giờ liên tiếp. Có một sự trùng lặp kỳ lạ trong lịch sử.
120 năm sau, mờ sáng ngày 17 tháng 2 năm 1979, quân Tàu đã hùng hổ xua quân sang xâm lược nước ta. Mặc dù đại quân của Việt Nam lúc này đang làm nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia, gần 1.500 km đường biên giới, chỉ có vài sư đoàn chủ lực và quân địa phương, nhưng lịch sử không lặp lại. Cuộc tấn công này đã không mở ra được thời kỳ Bắc thuộc như trăm năm Pháp thuộc của 120 năm trước. Và dù nó kéo dài thêm 10 năm nữa tại đường biên thuộc huyện Vị Xuyên, thì rõ ràng là Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư. Người Việt Nam đã khác xưa rồi. Chúng ta đã có kinh nghiệm của hai cuộc kháng chiến chống xâm lược, có cả kinh nghiệm của cuộc viễn chinh quốc tế giúp người anh em Campuchia khỏi họa diệt chủng. Chúng ta có một đảng biết lãnh đạo, một quân đội quyết thắng, và điều quan trọng, chúng ta là một dân tộc anh hùng. Trận Đại Đồn Chí Hòa, hay còn được gọi là Trận Đại Đồn Kỳ Hòa, là một trận đánh xảy ra tại Sài Gòn, Nam Kỳ vào 4 giờ sáng ngày 24 tháng 2 năm 1861 và đến khoảng 8 giờ tối ngày hôm sau thì kết thúc. Đại đồn do Thống đốc quân vụ Nguyễn Chi Phương trấn giữ đã bị quân Pháp chiếm mất. Sau lần đại bại này, triều đình nhà Nguyễn từ chủ trương thủ để hòa chuyển sang chủ hòa, khiến cho đất đai Việt Nam cứ mất dần vào tay thực dân Pháp. Năm 1860, những rắc rối trong việc bang giao với Trung Quốc khiến chính phủ Anh và Pháp phải mở một cuộc viễn chinh mới tại quốc gia đó. Do vậy, tất cả lực lượng của Pháp tại Viễn Đông liền được dùng vào cuộc chiến, nên không những quân Pháp phải triệt thoái khỏi Đà Nẵng, mà tại Sài Gòn chỉ để lại một đội quân nhỏ khoảng 800 người lo việc phòng thủ. Khi đó, chính phủ Pháp đã muốn rút quân ra khỏi Việt Nam, nhưng khi nghe tướng Charles Regan de Genilly biện hộ và Bộ trưởng Bộ Hải quân Pháp là Charles Lobert tán đồng, chính phủ Pháp thay đổi quyết định. Vì thế, ngay khi Hòa ước Bắc Kinh được ký kết ngày 25 tháng 10 năm 1860, vua nước Pháp là Napoleon III liền đề cử Leonard Chanel thống lĩnh toàn bộ quân Pháp ở Viễn Đông để hoàn thành nhanh việc chiếm cứ Nam Kỳ. Và mục tiêu đầu tiên của viên tướng này là phải tấn công Đại Đồn Chí Hòa, vì đây là một vật cản lớn cần phải phá bỏ để có thể tiến đến các nơi khác. Lúc ấy, ngay khi nhậm chức ở Nam Kỳ, Nguyễn Chi Phương đã cho người dò la, biết rõ đối với súng đạn có sức tàn phá rất mãnh liệt của người Pháp, quân Việt dù đông dù can đảm tới đâu cũng không thể giáp chiến được. Ông lựa chọn chiến lược nửa công nửa thủ, tức dựng chiến lũy để bảo vệ quân khỏi súng địch và bao vây dần quân Pháp. Ông cho xây nhiều pháo đài và đắp lũy ở phía bắc Sài Gòn. Quân Pháp bị vây chặt tới nỗi trong 6 tháng liền không nhận được tin tức gì từ Pháp. Tuy có đôi lần quân Việt giành được thắng lợi, nhưng cũng không thể diệt nổi quân Pháp, là vì súng đạn của họ tinh xảo và bắn được xa hơn. Kể lại đôi lần chiến thắng này, nhà văn Phan Trần Trúc viết: sau khi bao vây được quân Pháp, Nguyễn Chi Phương cho quân liều chết dưới mưa đạn để hãm đồn cây mai. Trong đêm mùng 3 và mùng 4 tháng 7 năm 1860, 3.000 quân của ông đã anh dũng chiếm được một đồn lũy do đại úy người Tây Ban Nha Fernandez chỉ huy với 100 lính Tây Ban Nha và 60 lính Pháp. Trong tháng 11 cùng năm, quân Pháp lại tấn công dữ dội các pháo đài ở Gia Định, nhưng quân nhà Nguyễn đã đánh lui được đối phương, khiến quân Pháp bị thiệt hại. Được tin thắng trận, vua Tự Đức tiếp tục ban thưởng cho các tướng sĩ ngoài mặt trận. Lực lượng đôi bên. Phía Pháp có khoảng 5.000 quân với khoảng 50 chiến thuyền các loại. Phía Việt Nam, theo Lê Pôn Palu nói, ở Chí Hòa, quân Việt có tới 21.000 quân chính quy, 10.000 quân đồn điền, và ở Biên Hòa
có 15.000 quân từ miền Trung vào. Nhưng theo giáo sư Trần Văn Dầu, chắc quân chính quy không đông như thế. Vì khi Pháp đánh Đà Nẵng, gần sát Kinh Thành, mà quân triều đình ở đó chỉ có 3.200 người, thì ở Gia Định xa xăm không thể có hơn 2 vạn quân được. Dân quân thì đông, chắc chắn như vậy. Sở dĩ Pháp tăng số quân của Nguyễn Tri Phương là để tăng giá trị trận đánh của họ. Kế hoạch hành binh của Pháp: dàn đại bác theo phòng tuyến các chùa, chiến thuyền đậu ở sông Rạch Giá, qua sông Bến Nghé và sông Thị Nghè, tất cả đều nhắm vào đại đồn. Đại quân bộ sẽ từ chùa Cây Mai đánh bọc phía tây nam, là phía yếu nhất của đại đồn, cắt đứt đại đồn với kho lương ở Thuận Kiều, và dồn quân Việt chạy về phía sông Gò Vấp để chặn đánh. Bố trí chiến thuyền ngăn viện binh từ Biên Hòa xuống và ngăn quân Việt rút chạy lên đó. Thủy quân ở cánh đông bắc cùng với bộ binh ở cánh tây nam sẽ bao vây và tiêu diệt đại quân Việt trong khoảng giữa ba sông là Thị Nghè, Gò Vấp và Bến Nghé. Trung úy hải quân Pháp Leopold Paulou, sĩ quan tùy viên tổng hành dinh của tướng Leonard Channel, là người trực tiếp tham dự trận này, sau này đã kể lại trong sách của mình đại để như sau: mấy ngày trước khi giao chiến, đề đốc hải quân Leonard Channel đã giao cho đại úy hải quân De Souville điều khiển các chiến hạm neo dọc sông Sài Gòn. Trung tá Crozat thì được lệnh tìm đường tiến quân, và sau khi tìm được lối đi phía bên trái đồn Cây Mai, đã cho hai đại đội lính đến san phẳng dưới hỏa lực của đối phương. Trên bộ, các đội lính viễn chinh khác bố trí dọc theo sông Đồng Nai để cầm chân quân Việt. Sau khi tất cả các cánh quân đã bố trí xong, Tổng Tư lệnh là tướng Channel liền quyết định thời điểm tấn công đại đồn Chí Hòa là ngày 24 tháng 2 năm 1861. Diễn biến: sau mấy tuần chuẩn bị và sau khi nghe đại tá Crozat phúc trình công tác thám thính đại đồn xong, 4 giờ sáng ngày 24 tháng 2 năm 1861, đại bác của Pháp từ phòng tuyến các chùa và trên các tàu đều nhắm vào đại đồn Chí Hòa mà bắn. Đại bác của quân Việt từ đại đồn rộ lên đáp trả, hai bên đấu đại bác tới sáng. Từ vùng chùa Cây Mai, đề đốc Channel, thiếu tướng De Vassoyner và đại tá Blanca Tây Ban Nha dẫn quân tiến lên cùng với pháo nhẹ. Quân Việt trong đồn hữu bắn cản lại. De Vassoyner và Blanca đều bị thương. Đại bác Pháp liền bắn khoảng 500 phát vào đồn hữu, rồi cho bộ binh tấn công chiếm đồn. Phía Việt cho voi xông ra ứng chiến, nhưng đội quân voi tỏ ra không mấy hiệu quả trước đại bác và súng trường. Hai bên đánh nhau đến tối, Pháp chỉ tiến được một cây số, còn hai cây nữa mới đến được đại đồn. Đêm đến, hai bên đều ngưng chiến. 5 giờ sáng hôm sau, quân Pháp tràn lên tấn công, sắp được gần đại đồn. Cách vách thành trăm thước thì gặp rất nhiều cạm bẫy, hào ụ nên tiến rất chậm. Mặc dù bị bắn chết và bị thương rất nhiều, quân Pháp vẫn quyết dùng thang và đứng trên vai nhau mà trèo lên vách đồn. Trên đồn và trong các lỗ châu mai, quân Việt bắn chém dữ dội. Phần lớn các thang tre của Pháp vác theo đều bị gãy, nhưng cuối cùng vẫn có một số lính Pháp vào được đại đồn. Hai bên xông vào đánh giáp lá cà, giành giật nhau từng khu vực một. Khi tướng Nguyễn Tri Phương bị mảnh đại bác trúng bụng phải ra lệnh rút quân về đồn Thuận Kiều, ngày 28 tháng 2, Pháp tấn công Thuận Kiều. Tuy đại tá Crozat bị thương, nhưng quan quân phải bỏ đồn Thuận Kiều, bỏ cả đồn Tây Thới chạy tán loạn về Biên Hòa, mất hầu hết khí giới và lương thực. Riêng Trương Định rút về Gò Công tiếp tục kháng Pháp. Sĩ quan tham dự trận là Trung úy Hải quân Pháp Leopold Paulou kể: 4 giờ sáng ngày 24 tháng 2 năm 1861, quân Pháp được lệnh tập họp. Đến 5 giờ 30 phút, đoàn quân bắt đầu lên đường. Khi ấy, pháo binh từ các chùa Bác Bơ, chùa Khải Tường, Chocoton, chùa Cây Mai
đã bắn được một giờ rồi và các toán quân Việt cũng đã kéo nhau dàn ra các ngả đường để phòng ngự. Trên đường, đại pháo do ngựa kéo bất thần nhả đạn vào đồn Trudonsa. Sử Việt ghi là đồn hữu. Đối phương lập tức đốt khói để che và mặc dầu súng nhỏ và các điều kiện quân sự thua thiệt, họ vẫn kháng cự quyết liệt. Pháo binh chịu trận trước tiên, chỉ trong vài phút, nhiều pháo thủ và ngựa bị trúng đạn. Mặc dù tầm đạn của ta chính xác liên tục và ưu thế hơn, nhưng sức kháng cự của bọn An Nam không bị đánh tan, cũng không nao núng chút nào. Thương vong của ta tăng lên. Tướng De Voyner, đại tá Tây Ban Nha Palanca, chuẩn úy Lesseple và thượng sĩ Joly bị thương nặng. Thủy sư Đề Đốc bèn trực tiếp cầm quân và ra hiệu lệnh. Khi các quân lính Pháp đầu tiên nhảy được vào bên trong, trên các bệ bắn phía sau tường thì họ thấy quân An Nam thối lui, mang theo giáo mác, súng lớn và súng tay của họ. Quân An Nam lùi lại một bước thế thôi, gần như thản nhiên, giống như những người thợ đang làm việc rồi ngưng tay. Thật quả là lạ lùng, mặc dù tình thế cấp bách và cả một đạo quân đang trèo lên tường để tràn vào, thì có một số thật ít bỏ chạy mà thôi. Trong mấy phút sau, họ rút về phía đại quân có cờ đuôi nheo phấp phới bên trong thành Kỳ Hòa. Trong trận đánh ngày 24 tháng 2 này, quân An Nam chấp nhận đối đầu bằng đại pháo với ta. Tuy họ yếu kém nhưng không thấy lòng can trường của họ bị sứt mẻ hay nao núng một chút nào. Nhiều xác chết rải dọc theo tường phòng thủ cho thấy hiệu quả của súng nòng có khía của ta. Nhưng khi quân ta xung phong tiến thẳng vào họ thì họ thối lui nhưng không chạy, khoảng cách vẫn còn nhìn thấy nhau. Chuyện này cũng thấy ghi trong các phúc trình về các trận đánh trước đây ở Sài Gòn và Torano. Suốt đêm đó thật yên lặng, hai bên không có một tiếng súng nào. 5 giờ sáng ngày 25 tháng 4, pháo binh lên ngựa, mỗi người đều vào hàng ngũ của mình. 10 giờ, tất cả đạo quân đã vào vị trí, cách xa mặt bắc của thành Kỳ Hòa khoảng 2 cây số. Hai cánh quân đánh bộ hai bên, giữa là pháo binh. Khi hai bên thôi tiếng chiêng và cũng ngưng tiếng trống, các đại pháo trong thành Kỳ Hòa bắn ra vang rền. Tiếng nổ của súng địch có cường độ giống nhau nên rất dễ nhận. Tiếng các quả đạn xé gió rít lên rồi im bặt, không một tiếng động nào khác. Tiếng súng của đối phương lúc đầu thưa thớt, dần dần nhạt hơn. Súng bắn mạnh và chính xác, nhất là về hướng bắn thì rất đúng. Quân An Nam có lợi thế hơn vì mặt trời chiếu thẳng vào mắt quân Pháp. Pháo binh vừa đạt vị trí 1.000 thước đã thấy có thiệt hại. Đã có người và ngựa chết hoặc bị thương. Một xe tải đạn có một bánh xe vỡ tan tành từng mảnh. Trung tá Krausat thúc quân kéo súng rất nhanh đến vị trí 500 thước, rồi 200 thước. Ở vị trí này tránh bớt được nhiều bất lợi do bị mặt trời chiếu vào mắt. Hai bên bắn nhau kịch liệt. Trên ruộng không có chỗ nào ẩn núp, chỉ biết đưa thân cho súng đạn. Thiệt hại đã khá rõ, chỉ còn biết lợi dụng vào chiến thắng vừa đạt được hôm qua để khích động quân sĩ xông lên. Thủy sư Đề Đốc ra lệnh cho hai cánh quân tiến lên. Sau khi vượt qua được 6 hàng hầm trông và 2 hào sâu, quân Pháp đến được bờ đất dựa tường thành thì hai bên lại đánh nhau kịch liệt nhất chưa từng thấy giữa người An Nam và người Âu Châu. Quân sĩ nào mà leo lên được tường thành thì hoặc dùng thang, hoặc trèo lên vai các đồng đội, hoặc níu vào các cọc thấp của các bàn trông, họ bị bắn ngay trước mặt, hoặc bị nồi lửa của địch ném phỏng mặt mày, hoặc bị giáo đâm lọt ra ngoài. Những người trèo lên trước nhất trên tường thành và trước khi bị đánh trở xuống đều thấy một cảnh tượng khác hẳn khi trèo lên tường thành ngày hôm trước. Bên trong bệ đứng bắn đầy lính phòng ngự, kẻ thì mang súng dài, người mang giáo hay súng ngắn, rình quân Pháp bên ngoài trèo vào. Ngay vào lúc ấy, tình thế trở nên nghiêm trọng, thì có lệnh ném lựu đạn. 20 quả được ném ra, rồi 3 lính thủy ném được móc câu dính cứng vào bên trong của tường thành. Bọn quân An Nam tháo gỡ không được vì vướng trà gai, 3 quân lính chui qua trước, một thuộc tàu Renomi bị giết ngay, 2 người kia thì bị thương.
cả ba bị xô ngược ra phía sau và rớt xuống hào. Quân lính khác theo sau trèo lên tường, rồi nhảy xuống thềm, đứng bắn bên trong. Thềm thì trơn trượt vì máu me lênh láng. Dọc chân tường la liệt xác quân An Nam bị giết vì mảnh đạn bộc phá hay bị bắn. Quân An Nam ngưng đánh vì thấy rào gai bị phá thủng, rút ra vài phút trước khi quân Pháp ập vào. Họ rút lui rất trật tự, thật chậm dọc theo bờ tường. Một nhóm quân lính của ta rượt theo nhưng không ăn thua gì vì địch rút hết vào lớp tường thành khác trước khi quân Pháp đuổi tới. Khi liên quân theo vào, giao tranh đã xảy ra càng ác liệt. Vì thế, trong cái khoảng trống thảm thương này, ngập tràn xác chết và bị thương. Cuối cùng, tất cả quân An Nam, người nào chạy không kịp đều bị giết sạch. Trận chiến chấm dứt bằng một cảnh tượng tàn sát. Nhận được tin đại đồn thất thủ, triều đình Nguyễn tức tốc phái Nguyễn Bá Nghi mang 4.000 quân vào chi viện. Nhưng viên tướng này chỉ đến Biên Hòa thì cho dừng quân lại, cử người đi tìm gặp đề đốc Chaner để xin được nghị hòa và tâu về Huế rằng việc nước ta ngày nay trừ một trước hòa không có trước nào khác, hòa thì không ổn rồi nhưng trông mong sự khôi phục về sau. Trích báo cáo của Pháp. Quân ta, Pháp, gồm 4.000 quân đã tấn công thành lũy. Chúng ta đã chiếm được thành, nhưng thiếu tướng Vaxivin đã bị một viên đạn bắn trúng cánh tay. Đại tá Palanca, người Tây Ban Nha, bị một viên vào bắp chân. Nhiều sĩ quan khác bị trọng thương. Người Nam có súng tốt và lòng dũng cảm hơn người Tây nhiều. Theo báo cáo của đề đốc Chaner, ngày 27 tháng 2 năm 1861, thì phía quân Pháp có 12 người chết, 213 người bị thương. Nhưng theo Leopold Pauler, sĩ quan phụ tá của đề đốc Chaner, thì con số chết và bị thương là 19 người tử trận, trong đó có 5 viên sĩ quan Pháp và khoảng 300 người bị thương. Và theo báo Le Morien de Sire phát hành tháng 2 năm 1961, thì con số thiệt hại của Pháp là 16 người chết, 299 người bị thương. Trong số đó có thiếu tướng De Vagoisi, đại tá Palanca, đại tá Grouzat đều bị trọng thương. Trung tá thủy quân lục chiến Tectat chết tại bệnh viện. Bên quân Việt khoảng 1.000 người chết và bị thương. Trong số đó có tham tán Phạm Thế Hiển, lang trung Nguyễn Duy, tán tượng Tôn Thất Trĩ đều tử trận và tổng thống quân vụ Nguyễn Chi Phương thì bị thương nặng. Ngoài ra, đại đồn còn bị đối phương chiếm mất 2.000 súng bắn đá lửa, 2.000 cân thuốc súng, 150 trọng pháo các cỡ và rất nhiều lương thực. Giáo sư Trần Văn Dầu viết: tuy có chủ trương vừa công vừa thủ, nhưng không hơn gì Tôn Thất Hiệp. Thống tướng Nguyễn Chi Phương vẫn án binh bất động, chỉ khác một điều là ông tập trung sức lực quân dân khoảng 30.000 người, không phải vào việc đánh mà vào việc xây dựng đại đồn Chí Hòa nhằm bao vây địch chặt chẽ hơn, tính không cho địch bung ra rộng hơn nữa. Nguyễn Chi Phương và các võ quan văn, quan võ cao cấp của triều đình lúc bấy giờ mang nặng võ khí chủ nghĩa. Họ hốt sợ trước vũ khí bắn xa mạnh và đúng cùng tàu to của đối phương. Họ đâu có biết rằng yếu tố quyết định là lòng dân, là tinh thần binh sĩ. Và đại đồn thiếu cao thừa rộng, mặt thì yếu, mặt thì mạnh. Địch dễ leo vào đánh xuyên hông, đánh bọc hậu. Công trình này xây dựng gần một năm với công sức của mấy vạn quân và dân, chỉ bảo vệ được hơn một ngày thì mất. Đại đồn Chí Hòa biểu hiện chiến lược phòng thủ tai hại của tướng Nguyễn Chi Phương. Nhà văn Phan Trần Trúc thì cho rằng cái thua của ta không phải vì thiếu lòng can đảm hy sinh, cũng không phải vì thiếu tướng tài điều khiển hoặc thiếu chiến lược ứng dụng với tình thế. Sự bại trận của Nguyễn Chi Phương là lẽ dĩ nhiên vì kỹ thuật chiến tranh của Pháp tiến bộ đến giai đoạn cơ khí ở thế kỷ 19 mà quân ta thì dùng các khí giới về thời phong kiến. Cự địch với đại bác, thần công, súng trường, lựu đạn,
quân ta chỉ mang nào gươm nào giáo, nào súng hỏa mai và một tấm lòng. Trích trong các sách báo nước ngoài, nhà báo Pháp Marcin Verrout viết trong tạp chí Monde Lisseur ngày 20 tháng 4 năm 1861 đã ghi nhận họ, tức quân dân nhà Nguyễn, xây dựng ở đồn Kỳ Hòa những chiến lũy vĩ đại dựa theo một dãy pháo đài kiên cố diện tích chừng 12 km. Tất cả những thành lũy bài trí khéo léo và có một đại đội binh mã chống giữ. Mỗi ngày, người Việt Nam lại dựng thêm chiến lũy mới để bao vây quân Pháp. Một sĩ quan Pháp đã từng tham dự cuộc công kích Chí Hòa là Philip Auder đã viết trong một bức thư ngày 28 tháng 3 năm 1861. Những chiến lũy mà người Việt Nam dựng lên rất kiên cố, đều bằng đất sét cốt tre. Quân Việt Nam rất can đảm, cũng như lòng khinh thường trước cái chết. Trong khi giao chiến, họ dùng giáo, thứ khí giới này chỉ đâm được quân địch cách 4 thước. Đó là một lối tự vệ rất can đảm, đến quân tàu cũng chưa bao giờ nghĩ đến. Một viên tướng khác trong đội quân Pháp khen ngợi tướng Nguyễn Tri Phương. Thấy phương pháp dụng binh của Nguyễn Tri Phương, người ta phải tin rằng vị nguyên soái anh hùng của nước Nam đã biết phương lược xây dựng pháo đài tạm thời như Thoben ở Sebastopol, Dofe Rozozov ở Belfort, Osman Pacha trong trận Plevna. Quân Pháp cũng nhận xét, thành lũy của Nguyễn Tri Phương dựng mau như nấm mọc, hễ chỗ nào có lối đi là có ngay chiến lũy ngăn cản. Tháng 6 năm 1862, vua Tự Đức ký Hiệp ước Nhâm Tuất, nhượng 3 tỉnh miền Đông cho Pháp. Năm 1867, Pháp chiếm nốt 3 tỉnh miền Tây kế tiếp để tạo thành một lãnh thổ thuộc địa Cochinchina, Nam Kỳ. Sau khi củng cố vị trí vững chắc ở Nam Kỳ từ năm 1873 đến năm 1886, Pháp xâm chiếm nốt những phần còn lại của Đại Nam qua những cuộc chiến phức tạp ở Bắc Kỳ. Miền Bắc khi đó rất hỗn độn do những mối bất hòa giữa những người Việt và người Hoa lưu vong. Chính quyền Đại Nam không thể kiểm soát nổi mối bất hòa này. Cả Trung Hoa và Pháp đều coi khu vực này thuộc tầm ảnh hưởng của mình và gửi quân đến đó. Sau khi giao chiến một thời gian, quân Pháp đã đuổi đi một phần lớn quân Thanh về Trung Quốc. Tuy nhiên, tại một số tỉnh, quân Thanh vẫn còn có mặt và đe dọa sự có mặt của người Pháp ở Bắc Kỳ. Chính phủ Pháp đã sai Paulnier sang Thiên Tân, ký với Lý Hồng Chương bản sơ bộ về Hòa ước Thiên Tân. Trong nội dung bản Hòa ước sơ bộ giữa Pháp và nhà Thanh năm 1884, đã có điều khoản nhà Thanh công nhận quyền bảo hộ của Pháp ở Đại Nam. Ngày 6 tháng 6 năm 1884, Hòa ước Paternotte được ký kết tại Kinh Thành Huế, gồm có 19 điều khoản chia nước Đại Nam thành 3 xứ, Bắc Kỳ, Trung Kỳ và Nam Kỳ dưới 3 chế độ khác nhau. Mỗi kỳ có một chế độ cai trị riêng như là 3 nước riêng biệt. Nam Kỳ là xứ thuộc địa Pháp, Bắc Kỳ và Trung Kỳ là xứ Pháp bảo hộ, nhưng triều đình nhà Nguyễn trên danh nghĩa vẫn được quyền kiểm soát. Trong cuộc chiến chống lại triều đình Tây Sơn, Nguyễn Ánh giành được nhiều sự giúp đỡ của người Pháp, đặc biệt là giám mục Pinel de Behen, để củng cố quân đội và tạo cho mình một thế đứng vững vàng. Trong đó, Hiệp ước Versailles năm 1787 đã được ký kết giữa vua Pháp là Louis XVI và Nguyễn Ánh. Nội dung chủ yếu là Nguyễn Ánh đồng ý cắt lãnh thổ Việt Nam cho Pháp, đổi lại Pháp đồng ý đưa quân và vũ khí sang đánh nhà Tây Sơn. Do nhiều yếu tố, đặc biệt là cuộc cách mạng Pháp năm 1789 lật đổ hoàng gia, nên nước Pháp đã không thi hành Hiệp ước Versailles 1787. Tuy vậy, Bá Đa Lộc vẫn tìm cách thực hiện việc giúp đỡ Nguyễn Ánh bằng các kêu gọi được sự giúp đỡ của những thương nhân, nhà phiêu lưu, binh lính và sĩ quan Pháp. Việc này đã giúp cho Nguyễn Ánh hiện đại hóa quân đội của mình, giúp ông trong cuộc chiến của mình với Tây Sơn.
Cũng đồng thời lúc đó, vua Quang Trung của Tây Sơn đột ngột qua đời, nhà Tây Sơn rơi vào cảnh cốt nhục tương tàn, triều đình nhanh chóng suy yếu và mất lòng dân. Nguyễn Ánh ra sức tấn công và đến năm 1802 đánh bại hoàn toàn nhà Tây Sơn, lên ngôi hoàng đế, lập ra triều đại nhà Nguyễn. Sau khi diệt xong nhà Tây Sơn, Nguyễn Ánh vẫn có quan hệ tốt với Pháp, đặc biệt những người như Chenier, Vanny và Dipiao làm quan tại triều Gia Long, tức Nguyễn Ánh, cho mỗi người 50 lính hầu và khi chầu thì không cần lạy hoàng đế. Về sau, Hiệp ước Versailles năm 1787 vẫn trở thành một di họa đối với Việt Nam. Pháp đã dựa vào hiệp ước này để làm cớ yêu cầu nhà Nguyễn cắt đất và sau đó xâm lược Việt Nam vào năm 1858. Sau này, tác giả Fowler chép chuyện Bá Đa Lộc có nuối tiếc rằng nếu hiệp ước được thi hành thì Pháp có thể chiếm Việt Nam sớm hơn mấy chục năm. Ông viết, nếu lúc ấy chính phủ Pháp sẵn sàng giúp ông Bá Đa Lộc thì ông ấy đã giúp cho nước Pháp hoàn thành cuộc bảo hộ ở An Nam ngay từ cuối thế kỷ 18 để sau khỏi phải dùng đến chiến sự mới xong công việc. Giáo sư Trần Văn Dầu nhận xét, đúng là sĩ quan Pháp đã giúp nhiều cho Nguyễn Ánh đánh Tây Sơn, cho nên trong triều đình Huế, đến khi Gia Long lên ngôi, vẫn còn thấy mấy quan đại thần mắt xanh tóc đỏ. Khỏi phải nói trắng ra, các quan đại thần đó như Diot, Chanier, Vanier đều là tai mắt của Paris. Còn Paris thì các nhà cầm quyền từ đệ nhất đế chế đến đệ tam cộng hòa đều không lúc nào quên hiệp ước Versailles 1787. Paris luôn nhắc nhở Huế cái hiệp ước trời cho ấy bằng đường ngoại giao và bằng đại bác của chiến hạm bắn lên Đà Nẵng. Cầu viện Pháp, hiệp ước Versailles đã tạo thành một nghiệp chướng cho triều đình Nguyễn. Năm 1817, chính phủ Pháp phái tới Đại Nam chiếc Saint-Bélair để thăm dò bang giao. Thuyền trưởng là Arsène de Cangario nói rằng vua Louis XVIII sai sang xin thi hành những điều ước do Bá Đa Lộc ký năm 1787 về việc nhường cửa Đà Nẵng và đảo Côn Lôn. Vua Gia Long sai quan ra trả lời rằng những điều ước ấy nước Pháp trước đã không thi hành thì nay bỏ không nói đến nữa. Tuy nhiên, sự bành trướng của châu Âu ở Đông Nam Á khiến Gia Long e ngại, nhất là sau khi người Anh đánh chiếm được Singapore. Nhà vua thấy rằng cần phải giao hảo với người Tây phương nhưng không thể biệt đãi một quốc gia đặc biệt nào. Năm 1819, John White, một thương gia Hoa Kỳ tới Gia Định và được hứa hẹn sẽ dành cho mọi sự dễ dàng khi buôn bán ở Đại Nam. Trong hoàn cảnh các đế quốc phương Tây đang giáo giết xâm chiếm các vùng đất khác trên thế giới làm thuộc địa, vị vua kế tục Gia Long là Minh Mạng không có cảm tình với người Pháp như thái độ chung của người Á Đông lúc đó, coi người châu Âu là bọn man di, là quân xâm lược. Ngoài ra, ông cũng không thích cả Công giáo của châu Âu. Trong thời kỳ Minh Mạng nắm quyền, tín đồ Công giáo bị đàn áp quyết liệt. Những người Pháp đã từng giúp Gia Long, Minh Mạng tỏ ra thái độ lạnh nhạt, nên khi Chanier trở lại Đại Nam, không được trọng dụng nữa. Minh Mạng cho Chanier hay rằng, không cần phải ký thương ước giữa hai chính phủ, người Đại Nam vẫn đối xử tốt đẹp với người Pháp, thế là đủ. Ông chỉ thỏa thuận mua bán với người Pháp, nhưng không chấp nhận xây dựng đặt quan hệ ngoại giao chính thức với nước Pháp. Quốc thư của Pháp xin cho ông Chanier làm lãnh sự Pháp ở Việt Nam, không được nhà vua đếm xỉa đến. Người Pháp cuối cùng làm quan cho nhà Nguyễn đã phải rời khỏi Việt Nam vào năm 1824. Vào giữa thế kỷ 19, ở Đại Nam đã có khoảng 300 người theo đạo Công giáo. Hầu hết các giám mục và linh mục đều nói tiếng Pháp hoặc tiếng Tây Ban Nha. Triều đình Đại Nam thời bấy giờ không thích và nghi ngờ cộng đồng Kitô giáo. Người Pháp lại bắt đầu cảm thấy có trách nhiệm đảm bảo tính mạng cho họ.
việc triều đình Đại Nam sách nhiễu các Kitô giáo cuối cùng giúp Pháp có một lý do để tấn công Đại Nam. Sự căng thẳng càng ngày càng gia tăng do những việc cấm đạo và tàn sát giáo dân của vua Minh Mạng, mà ngay trong năm 1838 đã có sĩ quan hải quân Farichon đề nghị nước Pháp gửi hải quân tới can thiệp, nhưng bị ngoại trưởng Pháp là Jouzot bác bỏ. Dư luận Pháp thì sôi sục vì sự ngược đãi giáo dân của Minh Mạng nên ủng hộ đề nghị dùng vũ lực. Khi Thiệu Trị nối ngôi có thái độ mềm mỏng hơn, cho thả một số linh mục bị bắt và tỏ ý sẽ cho tàu sang châu Âu mua bán. Nhưng sự kiện đụng độ tại Đà Nẵng năm 1847 giữa tàu Pháp và Việt khiến nhà vua tức giận và ông ra lệnh xử tử ngay tại chỗ tất cả những người châu Âu bắt được tại Đại Nam. Khi Tự Đức lên cầm quyền, triều đình vẫn cai trị tuân theo phong cách Nho giáo. Triều đình không có một biện pháp nào đối phó với phương Tây, ngược lại chỉ cấm đạo và cấm buôn bán với phương Tây quyết liệt hơn. Nhân vụ An Phong Công, Hồng Bảo mưu phản, tìm cách liên hệ với các giáo sĩ để xoán ngôi. Nhà vua cho công bố hai đạo dụ cấm đoán công giáo các năm 1848 và 1851. Từ năm 1848 đến năm 1860 đã có hàng vạn giáo dân bị tàn sát hay lưu đày. Pháp chuẩn bị tấn công. Ngày 16 tháng 9 năm 1856, tàu chiến Catina đưa phái viên Pháp cầm thư đến Đà Nẵng và cũng nhằm mục đích dò xét tình hình, nhưng triều đình Huế lo ngại không chịu tiếp. Thất bại trong việc lập quan hệ ngoại giao, cùng với việc dò xét tình hình nội bộ triều đình, ngày 26 tháng 9 năm 1856, Hải quân Pháp khai hỏa bắn phá các đồn lũy, rồi kéo lên khóa tất cả các đại bác bố trí ở trên bờ. Sau đó tàu nhổ neo bỏ đi. Một tháng sau, ngày 24 tháng 10, chiến hạm Capisoser lại cập bến Đà Nẵng xin được gặp các quan lại của triều đình để thương lượng, nhưng cũng bị cự tuyệt. Cuối cùng, ngày 23 tháng 1 năm 1857, một phái viên tên là Montini của Napoleon III cập bến Đà Nẵng yêu cầu được tự do truyền đạo và buôn bán. Theo Tomasi, thực ra đây chỉ là một chuyến đi dọn đường sẵn cho cuộc can thiệp vũ trang khi đánh xong Trung Quốc. Cho nên, ngay trước khi Montigny đến Đà Nẵng được một tháng, Bộ trưởng Hải quân Pháp là Hamelin đã tiếp viện cho hạm đội Pháp ở Thái Bình Dương và Bộ trưởng Ngoại giao nước Pháp là Walensky cũng đã ra lệnh cho Phó Đô đốc Trigger de Genoilly, lúc đó đang chỉ huy hạm đội Pháp tham gia cuộc tấn công Trung Quốc. Sau khi bắn phá và chiếm cứ xong Quảng Châu, phải kéo ngay quân xuống đánh Đại Nam. Montigny đến triều đình Huế chỉ có giá trị ngoại giao hình thức, còn mọi mưu mô kế hoạch đều đã được sắp đặt từ trước, chỉ đợi thời cơ và kiếm cớ để nổ súng. Bản thân Montigny đã có những hành động vô cùng trắng trợn, vấp phải thái độ của triều đình Huế cương quyết cự tuyệt không tiếp. Trước khi rút lui về nước, ông đã đe dọa sẽ dùng vũ lực để trừng phạt nếu không đình chỉ việc cấm đảo. Đồng thời ông cũng cấp báo về nước yêu cầu cử binh chiếm gấp Nam Kỳ. Trước khi xuống tàu về nước, ông còn lén lút đưa giáo sĩ Pellerin về Pháp, yêu cầu Napoleon III cử binh sang Đại Nam để bênh vực những người theo đạo. Ngày 22 tháng 4 năm 1857, Napoleon III quyết định lập ra Hội đồng Nam Kỳ để xét lại Hiệp ước Versailles đã được ký kết năm 1787 giữa Pino de Bihainer, đại diện cho Nguyễn Ánh, và Montmorin, đại diện cho Louis XVI. Âm mưu của Pháp lúc đó là muốn dựa vào Hiệp ước Versailles để hợp thức hóa việc mang quân sang đánh chiếm Đại Nam. Nhưng trong thực tế thì hiệp ước đó đã bị thủ tiêu ngay sau khi ký kết. Chính phủ Pháp lúc đó không có điều kiện thi hành vì còn lo đối phó với ngọn sóng cách mạng đang dâng cao trong nước. Họ không thể dựa vào cớ thi hành hiệp ước để đưa quân chiếm đóng Đà Nẵng, Côn Đảo, đòi độc quyền thương mại và tự do truyền đạo ở Đại Nam như các điều khoản của hiệp ước đã ghi. Mặc dù vậy, người Pháp vẫn quyết định cử quân sang đánh chiếm Đại Nam,
lập luận một cách trắng trợn rằng việc đem quân sang đánh chiếm Nam Kỳ đã từ lâu nằm trong dự kiến của nước Pháp. Đến nay thì hành chẳng qua chỉ là tiếp tục truyền thống cũ, trung thành với một quốc sách đã được các chính phủ tiếp tục theo đuổi qua các thời kỳ mà thôi. Tháng 7 năm 1857, Napoleon III quyết định can thiệp vào Đại Nam bằng vũ lực. Pháp đã lấy cớ trả thù việc triều đình Huế không tiếp nhận quốc thư của Pháp do tàu chiến Catina đem đến tháng 9 năm 1856 vì cho là làm nhục quốc kỳ Pháp. Mặt khác, họ còn lấy cớ bênh vực đạo, truyền bá văn minh công giáo để tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của dư luận công giáo ở Pháp và Đại Nam. Nhưng tất cả những lý do đó đều không che đậy nổi nguyên nhân sâu xa bên trong của âm mưu xâm lược. Đó là yêu cầu tìm kiếm thị trường và căn cứ ở Viễn Đông, nhất là ở miền Nam Trung Quốc, của chủ nghĩa tư bản Pháp đang chuyển mạnh lên con đường đế quốc thực dân. Đó là cuộc chạy đua giành giật thị trường giữa Pháp với các nước tư bản khác trong khu vực Viễn Đông, đặc biệt đối với Anh. Năm 1857, Tự Đức cho xử tử hai nhà truyền giáo Tây Ban Nha. Đây không phải là đầu tiên, nhưng cũng không phải là sự cố mới nhất. Và lần trước, chính phủ Pháp đã bỏ qua hành động này. Nhưng lần này, vì hiện đang diễn ra cuộc chiến tranh Nha Phiến lần thứ hai, quân đoàn viễn chinh của Anh và Pháp được gửi đến vùng Viễn Đông để trừng phạt Trung Quốc. Người Pháp có thừa quân trong tay để can thiệp vào tình hình Đại Nam. Tháng 11 năm 1857, Hoàng đế Napoleon III của Pháp ra lệnh đô đốc Charles Rigon de Genilly đem một đoàn viễn chinh sang trừng phạt Đại Nam. Tháng 9 năm 1858, Liên quân Pháp và Tây Ban Nha đã cập bến tại Đà Nẵng và chiếm được bán đảo Sơn Trà cùng hai xã Mỹ Thị và Cẩm Lệ, nhưng bị quân đội Đại Nam cầm chân tại đây. Quân Pháp tác chiến ở xa chính quốc lại đóng ở xứ sở lạ lẫm về ngôn ngữ, địa hình, khí hậu, nên hậu cần thiếu thốn, dễ lâm vào cảnh thiếu lương thực, thuốc men, hao hụt quân số do ốm bệnh. Vì vậy, sự hỗ trợ của dân bản địa là rất quan trọng. Sự hỗ trợ này chủ yếu đến từ các nhóm dân Đại Nam theo công giáo. Năm 1857, Napoleon III đã cho thành lập Ủy ban Brenier để nghiên cứu đề nghị đánh chiếm Việt Nam của Linh Mục Húc. Tháng 5 năm 1857, Ủy ban Brenier lập bản phúc trình đề nghị Hoàng đế Napoleon III áp đặt chế độ bảo hộ lên Việt Nam để phục vụ lợi ích của nước Pháp. Ủy ban này đề nghị thực hiện một cuộc viễn chinh với một hạm đội gồm 6 tàu chiến và 2.600 thủy quân, kinh phí 4 triệu quan. Quân viễn chinh sẽ được sự yểm trợ của Hải quân Pháp đang đóng tại Trung Quốc và sự hỗ trợ tích cực của 600.000 giáo dân công giáo bản địa. Khi Pháp tấn công Đà Nẵng vào năm 1858, nhiều ngàn giáo dân rời bỏ Bắc Kỳ kéo vào Đà Nẵng xin đi lính tập cho Pháp. Đô đốc Rigon de Genilly tiếp nhận họ tại Sơn Trà và huấn luyện họ tại đây. Sau đó, Genilly đã tuyển chọn 6.000 người trong số họ để nhập vào Liên quân Pháp-Tây Ban Nha đánh chiếm Sài Gòn. Năm 1857, Hoàng đế Pháp Napoleon III đã thành lập Ủy hội Nghiên cứu Nam Kỳ gồm nhiều nhân vật thông thạo vùng Viễn Đông, và ủy hội này đã bày tỏ ý kiến nước Pháp phải chiếm cứ 3 thương cảng Sài Gòn, Đà Nẵng, Kẻ Chợ để có lợi cho Pháp trên cả 3 phương diện, tinh thần, chính trị và thương mại. Hoàng đế Napoleon III đã tán thành ý kiến của ủy hội. Đầu năm 1858, Đô đốc Charles Rigon de Genilly tiến quân để đánh chiếm Đà Nẵng, buộc triều đình Nguyễn phải chấp nhận cho các nhà truyền đạo Pháp độc quyền giảng đạo tại Đại Nam. Người Pháp tin là mục tiêu sẽ đạt được khi Đà Nẵng thất thủ, sau đó thì tùy vị đô đốc toàn quyền quyết định các quan hệ với nhà Nguyễn. Chính sách của Pháp lúc này chỉ dừng lại ở chiếm một căn cứ dành cho việc thương lượng. Dù cho các giáo sĩ khẳng định là người Pháp sẽ được giáo dân nổi dậy ủng hộ, nhưng trên thực tế họ chỉ nhận được sự thờ ơ. Đô đốc Rigon de Genilly thấy triều đình không mong muốn thương nghị
mà lại chuẩn bị kháng cự. Quân Pháp lại nhiễm dịch tả cũng như sốt rét rất nhiều, nên ông quyết định gửi báo cáo về Paris và thay đổi mục tiêu xuống phía Nam. Ngày 17 tháng 2 năm 1859, Liên quân tấn công thành Gia Định. Ngày 18 tháng 2 năm 1859, Gia Định vào tay người Pháp. Năm 1860, xung đột với nhà Thanh khiến hai chính phủ Anh và Pháp phải quyết định cử lực lượng viễn chinh sang Trung Hoa, kể cả nhóm quân Pháp tại Nam Kỳ. Chỉ còn một số rất ít quân Pháp và Tây Ban Nha ở lại chống cự các cuộc tấn công của Nguyễn Tri Phương. Chính phủ Pháp khi đó muốn rút quân khỏi Nam Kỳ, nhưng đô đốc Regan de Genilly đã để quyền chỉ huy lại cho tướng François Pet và trở về Paris, cố gắng biện hộ cho sự chiếm đóng tại Gia Định. Bộ trưởng Hải quân Pháp là ông Charles Laubert cũng tán thành ý kiến của Genilly. Do đó mà sau khi hòa ước Bắc Kinh và Trung Hoa được ký kết, đô đốc Leonard Channer mới thay François Pet đem một hạm đội gồm 70 chiến hạm và 3.500 người tới Nam Đại Nam. Tháng 2 năm 1861, quân Pháp chiếm Đại Đồn Kỳ Hòa, Mỹ Tho thất thủ trong tháng 4. Trong suốt năm 1861, đô đốc Channer tiếp tục mở rộng việc đóng chiếm quanh Gia Định và Mỹ Tho, cũng như bắt đầu xây dựng bộ máy hành chính để quản lý khu vực chiếm đóng. Khi Đại Đồn thất thủ, triều đình lập tức cho ông Nguyễn Bá Nghi làm khâm sai đại thần thay Nguyễn Tri Phương. Bá Nghi thấy thế không chống đỡ nổi với quân Pháp nên gửi tấu về xin giảng hòa. Trong lúc này, thiếu tướng Louis-Adolphe Bonnard thay thế Channer vẫn tiếp tục cho quân Pháp chiếm thêm Biên Hòa và Bà Rịa tháng 12 năm 1861, Vĩnh Long tháng 3 năm 1862. Triều đình cử Phan Thanh Giản và Lâm Duy Hiệp tới giảng hòa và ký hiệp ước nhường ba tỉnh miền Đông với đảo Côn Lôn cho quân Pháp và phải bồi thường chiến phí là 4 triệu đồng bạc trong 10 năm cùng việc mở cửa thông thương ở Đà Nẵng, Ba Lạt và Quảng Yên. Đất Gia Định là vùng khai nghiệp và cũng là nơi cung cấp lương thực của triều Nguyễn, nên vua Tự Đức vẫn cố gắng điều đình chuộc lại. Ông sai Phan Thanh Giản làm chánh sứ cùng ông Phạm Phú Thứ và Ngụy Khắc Đản sang Pháp thương nghị. Tại Pháp lúc này, ngoại trừ những người có quan hệ với Hội Ngoại quốc truyền giáo và các công ty làm ăn ở Á Đông, không mấy ai quan tâm tới xứ Nam Kỳ, kể cả Hoàng đế Napoleon III. Tuy nhiên, do sự nỗ lực vận động của Bộ trưởng Hải quân Pháp là ông Charles Laubert, mà sau đó Phó Đô đốc La Gardiner trở thành thống soái Pháp tại Nam Kỳ và ông này cự tuyệt mọi lời đề nghị chuộc đất của nhà Nguyễn. Khi người Pháp chiếm được đất Gia Định, sự kháng cự được tổ chức mau chóng bởi các quan lại trung thành với triều đình và các lãnh tụ như Trương Định, Nguyễn Hữu Huân, Phan Văn Đạt đã khiến người Pháp gặp phải nhiều sự khó khăn. Cuối năm 1861, Nguyễn Trung Trực đã đốt cháy chiến hạm Hy Vọng trong trận Nhật Tảo. Các đồn nhỏ cũng bị tấn công. Trong 3 năm rưỡi, quân Pháp thiệt hại tới 2.000 người. Tuy nhiên, lúc này Pháp lại được triều đình Huế chấp nhận thương thuyết do kinh thành đang thiếu lương thực trầm trọng bởi thóc gạo ở Nam Kỳ bị phong tỏa và cuộc nổi dậy của Lê Duy Phụng nổ ra ở khắp tỉnh Đông Bắc Kỳ. Do đó mà Hòa ước Nhâm Tuất được ký ngày 5 tháng 6 năm 1862 tại Sài Gòn, và vì nhiều lý do mà Hòa ước này đã bị phản đối quyết liệt ở cả Pháp lẫn Đại Nam. Vua Tự Đức hy vọng bằng thiện chí của mình sẽ có thể đi tới sửa đổi các điều khoản của Hòa ước, và chỉ 5 tháng sau đó, triều đình bắt đầu yêu cầu sửa đổi. Nhưng sau khi các cuộc nổi dậy ở Nam Kỳ do họ ngầm tổ chức bị Pháp dập tắt, cũng như quân nổi loạn của Lê Duy Phụng hoành hành dữ dội trên đất Bắc, thì các yêu cầu này đành phải bỏ. Dù ông Phan Thanh Giản ra sức giao hảo thân thiện với phía Pháp, nhưng thiếu tướng de la Grandière
Viện cớ các tỉnh miền Tây có liên hệ với các tổ chức chống Pháp ở miền Đông, nên tháng 7 năm 1867, quân Pháp vẫn tập kết ở Mỹ Tho định tấn công ba tỉnh Vĩnh Long, An Giang và Hà Tiên. Biết không chống nổi, Phan Thanh Giản khuyên các quan ở ba tỉnh nên đầu hàng, còn ông viết sớ về triều tạ tội, di chúc cho con cháu quyết không được nhận quan chức gì của Pháp ở Nam Kỳ, rồi nhịn ăn mà từ trần ngày mùng 5 tháng 7 năm 1867. Không cần có hiệp ước mới, lục tỉnh Nam Kỳ đã biến thành thuộc địa của nước Pháp. Câu hỏi đặt ra là, tại sao chỉ trong một khoảng thời gian ngắn thương thuyết, phái bộ nhà Nguyễn đã vội chấp nhận những điều khoản nặng nề như vậy? Vua Tự Đức lên án trưởng phó phái bộ Phan Thanh Giản, không chỉ là tội nhân của bản triều mà còn là tội nhân của muôn đời. Sau này, trong bài văn khắc trên bia Kim Lăng, nhà vua còn nhắc lại chuyện cũ. Bất đắc dĩ cầu hòa với giặc, sai sứ đi định ước, không biết vì cớ gì mà lập thành hòa ước dễ dàng, đem tất cả thổ địa nhân dân của các triều trước mở mang khó nhọc, bỗng chốc bỏ cho giặc hết. Dân Việt, nhất là sĩ dân miền Nam, rất bất bình vì lãnh thổ Nam Kỳ bị tổn thất quá nhiều. Dù rất căm phẫn Pháp, triều đình Tự Đức vẫn không hỗ trợ sĩ dân miền Nam chống Pháp. Triều đình khuyên tướng Trương Định hạ khí giới, Trương Định không chịu, vẫn tiếp tục chống Pháp. Tự Đức cách chức Trương Định cho khỏi phiền phức với Pháp. Sau khi nhận ra sự thua thiệt của mình và thấy sự bất bình của sĩ dân miền Nam, song song với việc điều quân đi trấn áp các cuộc nổi dậy ở đất Bắc, triều đình Tự Đức cũng lên kế hoạch khẩn trương để đi chuộc đất nhưng không thành công, vì Pháp không chấp nhận bỏ món lợi ở thuộc địa mới chiếm được. Tổng các nguồn thu nhập mà Pháp thu được tại ba tỉnh miền Đông Nam Kỳ trong năm 1863 là 3 triệu 9 franc Pháp. Ngoài việc mất 6 tỉnh Nam Kỳ, nhà Nguyễn phải huy động rất nhiều tiền bạc và cổ vật trong kho tàng để đền trả số chiến phí mà Pháp đòi là 4 triệu đồng bạc, quy đổi thành hơn 2 triệu 880 ngàn lượng bạc. Nhiều tư liệu cho biết nhà vua đã phải lấy rất nhiều đồ vật quý chế tác bằng vàng bạc, thậm chí tận thu những kim ấn kim sách của hoàng tử công chúa thân vương, các tư trang bằng vàng bạc của cung phi để trả nợ. Vì lý do này, phần lớn cổ vật chế tác bằng vàng bạc tại Huế trở nên khan hiếm. Thậm chí, cả cây lá ngọc cành vàng trong cung điện, lăng tẩm, miếu đền của triều Nguyễn cũng đã bị thay bằng loại lá ngọc cành gỗ, nhũ vàng. Bắc Kỳ 1873. Sau khi chiếm Nam Kỳ, người Pháp thấy sông Cửu Long không thuận tiện cho việc giao thông với Vân Nam. Năm 1868, đại úy Garnier gặp một thương gia Pháp là Jean Dupuis tại Hán Khẩu. Dupuis được Garnier cho biết rằng theo sông Hồng ở Bắc Kỳ có thể tới được Vân Nam khá thuận lợi, nên đã tổ chức một đoàn thuyền và tự tiện lên Hà Nội thuê thuyền nhỏ dỡ hàng hóa để thông thương sang Vân Nam. Năm 1872, khi trở về, do có lệnh cấm từ trước nên Dupuis bị các quan địa phương ngăn cản. Dupuis cho rằng có lệnh của quan Trung Hoa là đủ. Nguyễn Tri Phương ra Bắc yết thị cấm không cho người Việt và Hoa Kiều giao thiệp với người Tây, không cho chở hàng đi Vân Nam và đòi Jean Dupuis phải rời khỏi Bắc Kỳ. Triều đình yêu cầu phía Pháp bắt Dupuis, vì theo hiệp ước Nhâm Tuất năm 1862 thì Hà Nội không phải nơi thông thương, nhưng Dupuis kiên quyết ở lại. Triều đình đành phải cử quan khâm sai Lê Tuấn cùng với Nguyễn Văn Tường và Nguyễn Tăng Doãn tới Sài Gòn thương nghị. Đô đốc Maria Jules Dobre yêu cầu François Garnier, lúc này đã lên chức đại tá, ra Bắc để giải quyết vụ Dupuis. Garnier khi gặp Nguyễn Tri Phương có đề nghị ký một bản thương ước mở sông Hồng cho việc thông thương, nhưng Nguyễn Tri Phương từ chối do không rõ ý kiến của triều đình Huế. Đại tá Garnier sau đó gửi cho các quan chức Đại Nam một bản tối hậu thư, trong đó ông yêu cầu quan quân nhà Nguyễn phải giải giáp
và cho Jean Dupuis tự do đi lại. Khi không nhận được thư trả lời đúng hẹn, ngày 20 tháng 11 năm 1873, quân Pháp bắt đầu tấn công. Nguyễn Tri Phương chỉ huy quân lính phòng thủ, nhưng chẳng bao lâu thì thành Hà Nội thất thủ, ông bị thương nặng. Bị quân Pháp bắt, Nguyễn Tri Phương nhịn ăn và qua đời sau đó. Con trai ông là Nguyễn Lâm cũng tử trận. Sau khi Hà Nội thất thủ, quân Pháp chia nhau đi lấy các thành Nam Định, Phủ Lý, Hải Dương và Ninh Bình. Không lâu sau, đại tá Garnier bị quân cờ đen của Lưu Vĩnh Phúc phục kích ở Cầu Giấy và bị giết ngay tại chỗ. Triều đình khi nhận được tin tức, lập tức cho Lê Tuấn và Nguyễn Văn Tường đi thương nghị với đô đốc Maria Julie Duper. Đô đốc Pháp không được chính phủ ủng hộ trong vụ Bắc Kỳ nên bằng lòng trả lại các thành cho các quan địa phương và ký hòa ước mới. Sau vụ đụng độ ở Bắc Kỳ, quyền tự quyết về ngoại giao của Đại Nam bị buộc phải giao cho người Pháp. Trận thành Hà Nội. Ngày 19 tháng 11 năm 1873, Garnier gửi tối hậu thư ra lệnh cho quan binh trong thành Hà Nội phải hạ vũ khí đầu hàng và nộp thành. Cùng ngày, Garnier và Dupuis lên kế hoạch đánh thành Hà Nội. Theo đó, thì từ 6 giờ sáng ngày 20 tháng 11, các pháo thuyền Scorpion và Espinol dưới sự chỉ huy của thuyền trưởng Bani de Avicot bắt đầu pháo kích vào hai cửa thành phía Bắc và phía Đông cùng các cơ sở chính quyền trong thành Hà Nội. Đặc biệt, tập trung pháo kích hướng về doanh trại chỉ huy của Khâm Sai Đại Thần Nguyễn Tri Phương, dinh phủ của Tổng đốc Hà Ninh và cột cờ. Tới 6 giờ 30, quân Pháp sẽ ngừng pháo kích. Garnier cùng với phụ tá là De Trentinian chỉ huy 25 thủy bộ binh với hai khẩu sơn pháo, phối hợp với các thủy thủ của phó đoàn trưởng Esmer tiến công cửa thành số 2 phía Nam và sẽ bắt liên lạc với cánh quân của Bayin cùng với hai phụ tá là Haute Fauli và Perrin. Sau khi cánh quân này tấn công phá cửa thành số 1 phía đông, cả hai toán quân này tổng cộng gồm 90 người. Dupuis bố trí quân và thủ hạ của mình sát gần cửa thành phía đông trong giai đoạn bắn phá của hai pháo thuyền. Ngay sau khi ngừng pháo kích, toán binh lính đánh thuê Trung Quốc và các thủ hạ của ông ta sẽ chiếm đóng lầu canh hình bán nguyệt nơi cổng thành phía đông, rồi đóng chốt ở phía bắc, chặn giữ đường rút lui tháo chạy của quan binh triều đình. Ngày 20 tháng 11 năm 1873, từ lúc 5 giờ sáng, lực lượng phối hợp do François Garnier và Jean Dupuis chỉ huy chuẩn bị lần cuối trước khi tấn công vào thành Hà Nội. Đúng 6 giờ sáng, hai pháo thuyền trên sông Hồng từ khoảng cách 1.200 mét bắt đầu bắn phá vào thành. Tới 6 giờ 30, cuộc pháo kích ngừng. Toán quân của Dupuis chiếm đóng cổng thành phía Bắc, trong khi đích thân Dupuis chỉ huy một toán quân chiếm đóng lầu canh hình bán nguyệt và mở cổng thành. Đội quân của Garnier chia thành hai cánh. Cánh quân thứ nhất do phó thuyền trưởng De La Coqueria chỉ huy 30 binh sĩ kèm theo một khẩu sơn pháo lấy từ tàu chiến kéo tới dàn trận trước cổng thành phía Tây Nam để nghi binh, giả tấn công vào mặt này nhằm đánh lạc hướng quan binh trong thành. Cánh quân thứ hai gồm 27 thủy binh do chuẩn úy Gentinian chỉ huy và một đội thủy quân biệt phái 29 người do phó thuyền trưởng Esmer chỉ huy, cùng với 3 khẩu trọng pháo và 19 binh sĩ trừ bị của tàu có nhiệm vụ tấn công vào thành ở cửa Đông Nam. Trại đóng quân nơi trường thi do 10 binh sĩ canh giữ dưới quyền chỉ huy của kỹ sư Boller. Garnier dẫn đầu toán quân thứ hai tấn công mặt Đông Nam. Tháp canh này bị chiếm ngay sau khi cổng thành bị phá vỡ. Toán quân của Garnier tràn vào thành mà chỉ gặp những sức kháng cự yếu ớt, không gây thiệt hại nào đáng kể. Đích thân quan Khâm Sai Nguyễn Tri Phương đứng trên tháp canh để đốc thúc binh sĩ chống trả, dù ông đã bị bắn trọng thương ở bụng. Nhưng chỉ sau một giờ giao chiến, quan binh triều đình tan rã, thành Hà Nội bị quân Pháp chiếm. Hải Dương.
để duy trì đường thông thương ra biển và kiểm soát đường cái quan Hà Nội-Huế, Garnier lại cử thuyền trưởng Adrian Pau đi Hải Dương và Ninh Bình. Tổng đốc Hải Dương từ chối không chịu xuống chiến hạm Epinole để gặp Benny. Quân Pháp đổ bộ lên bờ, quan binh trong thành kháng cự mạnh nhưng không gây được thiệt hại nào cho đối phương. Quân Pháp tiếp tục công thành, cửa thành bị vỡ, quân trong thành rút chạy. Thành Hải Dương bị mất vào tay quân Pháp chỉ trong vòng hơn một giờ đồng hồ giao tranh giữa hai bên. Đồng xuất quân vụ Lê Hữu Thương, Tổng đốc Hải Dương Đặng Xuân Bảng, bố chính Nguyễn Hữu Chánh bỏ thành chạy ra huyện Gia Lộc và Cẩm Giàng. Quân Pháp phá hủy đốt hết binh trại trong thành, chiếm đoạt kho lương và tiền bạc, rồi đặt chuẩn úy Chitinian và 15 lính thủy ở lại giữ thành, tổ chức việc cai trị, mộ thêm lính bản xứ địa phương để phòng giữ an ninh. Trận Ninh Bình 1873. Cho rằng toán binh sĩ của Bani vẫn còn ở phủ Lý, Garnier sai chuẩn úy Hautafanier với một thuyền chạy máy hơi nước nhỏ, 8 thủy thủ và 2 lính dân vệ người An Nam tăng cường để Bani chuẩn bị tiến chiếm thành Hải Dương. Khi đến phủ Lý thì Hautafanier hay tin thành Hải Dương đã bị toán quân của Bani chiếm, nên mùng 5 tháng 12 theo dòng sông đáy chạy tàu về Kẻ Sở để phá bỏ các chướng ngại vật, cũng như đưa toán lính đi theo của mình lên bờ sông để giải tán rất nhiều dân phu do quan lại địa phương bắt đi đắp lũy, làm bè tre hỏa công, đóng cọc nhằm ngăn chặn quân Pháp vượt sông. Một phó lãnh binh điều khiển nhóm dân phu lao dịch bị Hautafanier bắt giữ nhưng rồi lại được tha ngay sau đó. Sáng sớm ngày 5 tháng 12 năm 1873, tức 16 tháng 10 âm lịch năm Quý Dậu, tàu của Hautafanier đến trước thành Ninh Bình, bắn 2 phát pháo vào trong thành, rồi chờ trời sáng và phản ứng của quân trú thành. Quân trú thành xuất hiện rất đông trên bờ thành, dân quân tự vệ chuẩn bị chèo ghe ra bao vây tàu máy của Hautafanier, nhưng bị giải tán ngay. Hautafanier dẫn quân nhảy lên bờ, tiến đến cổng thành. Các ụ quân sự trước cổng thành đã bị bỏ trống, không có người chống giữ. Dân quân tự vệ ào ra bao vây toán quân của Hautafanier nhưng e sợ không dám tấn công. Quân Pháp bắn đại bác từ tàu hơi nước lên bờ, giải tán nhóm dân quân. Hautafanier vượt nhanh qua cầu trước cổng thành. Tuần phủ Nguyễn Vũ đang đứng dưới lọng tre trong nhà tiếp khách bên ngoài vòng thành để đón Hautafanier nhưng bị Hautafanier xông tới bắt làm con tin để quân Pháp vào thành một cách an toàn và bắt trói tất cả các quan chức trong thành. Thành Ninh Bình với 1.700 quân thất thủ. Ngày 9 tháng 12 năm 1873, François Garnier rời Hà Nội đi tàu Scorpion với 40 quân binh và thủy thủ đoàn kéo theo một thuyền buồm chuyên chở đạn dược tới Ninh Bình vào buổi chiều, vào thành Ninh Bình khen ngợi Hautafanier, sắp xếp để lại cho Hautafanier 10 bộ binh thay cho 7 thủy thủ cũ để giữ thành Ninh Bình. Trận Nam Định 1873. Ngày hôm sau, mùng 10 tháng 12 năm 1873, François Garnier đem quân thẳng tiến xuống Nam Định. Vào lúc 9 giờ sáng, tàu chiến Scorpion tới một khuỷu sông gần thành Nam Định thì rơi vào ổ phục kích của quân Nguyễn nhưng không bị thiệt hại nào đáng kể. Đồng thời, đạn đại pháo từ trong thành bắn ra nhưng hầu hết đều không bắn trúng được tàu Scorpion. Nhiều thủy thủ leo lên cột buồm tàu bắn trả, khiến cho tiếng súng trong thành và từ các ổ phục kích phải chấm dứt. Toán của Bao Xin gồm có 15 binh sĩ và một khẩu trọng pháo đổ bộ lên bờ để dụ quân trú phòng kéo tới phòng thủ cổng thành phía nam, nhưng quân binh trên thành chống trả mạnh, khiến cho toán quân của Bao Xin không thể tiến lên được. Trước tình hình đó, Garnier đích thân dẫn đầu một toán 15 binh sĩ đổ bộ lên bờ trước cửa thành phía đông, trong khi một toán khác do Bao Ilet chỉ huy đổ bộ vào phố thị buôn bán của tỉnh Nam Định và ngăn ngừa quân An Nam tấn công đường rút lui của quân Bao Xin. Trước cửa thành phía đông, Garnier dùng đại bác bắn phá cửa thành, nhưng đại bác lại bị hỏng sau 3 phát đạn. Garnier liền dùng một trong các bọ ngựa dùng làm vật chướng ngại
trận ngang cầu trước cổng vào thành để làm thang trèo vào bên trong. Garnier dẫn đầu leo lên bờ thành, quân lính trong thành hoảng sợ rút lui, tìm đường chạy trốn về phía cổng thành phía nam. Thành Nam Định bị thất thủ. Trận Cầu Giấy 1873. Ngay sau khi thành Hà Nội thất thủ, triều đình Huế phái Trần Đình Túc, Trương Gia Hội cùng hai giáo sĩ Gia Tô là Sohier và Danzeler ra Hà Nội để điều đình với Garnier. Nhưng Garnier đã cho quân binh đánh chiếm thêm nhiều nơi khác ở Bắc Kỳ. Hà Nội, Hải Dương, Ninh Bình, Nam Định nối nhau thất thủ. Tự Đức liền khiến Tam Tuyên Tổng thống Hoàng Tá Viêm xung tiết chế Bắc Kỳ quân vụ và tham tán Tôn Thất Thuyết, đem theo 1.000 quân đến đóng ở phủ Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, lo việc phòng ngự. Tuy nhiên, quân tăng phái triều đình ra đến Thanh Hóa thì phải ngưng lại vì thành Ninh Bình đã bị quân Pháp đánh chiếm. Trong khi Garnier đánh chiếm thành Nam Định, thì ở Sơn Tây, quân Cờ Đen do Lưu Vĩnh Phúc chỉ huy hoạt động mạnh và đánh chiếm đồn phòng thủ của quân Pháp ở Phủ Hoài và nhiều tiền đồn ở sát Hà Nội chỉ cách vài cây số. Garnier phải cử tàu Scorpion chở 15 lính tăng viện cho Bayen de la Copie và sau đó tàu này phải ra cửa cấm, chờ quân tăng viện từ Sài Gòn ra. Ngày 18 tháng 12 năm 1873, sau khi cử y sĩ Hamad giữ chức quản trị quân sự cùng với 25 lính thủy giữ thành Nam Định, Garnier quay về Hà Nội để dự trù một cuộc hành quân phản công ở Phủ Hoài vào ngày 21 tháng 12 năm 1873. Tuy nhiên, vào buổi chiều ngày 19 tháng 12 năm 1873, Garnier phải đón tiếp đoàn thương nghị của triều đình Huế do Trần Đình Túc, Trương Gia Hội cầm đầu cùng với hai giáo sĩ Gia Tô. Garnier liền niêm yết cáo thị tạm ngừng chiến để thương nghị, tìm giải pháp hòa bình. Tới ngày 21 tháng 12, Garnier đang ngồi nghị bàn với phái đoàn của triều đình Huế thì được khẩn báo là quân binh triều đình cùng với quân Cờ Đen ở Sơn Tây phối hợp đang tiến đến cổng thành Hà Nội. Garnier dẫn một toán quân ra chặn đánh nhưng bị quân Cờ Đen phục kích và giết chết tại Cầu Giấy. Đại tá Thomasi, nhà sử học Đông Dương thuộc Pháp, ghi lại những giờ phút cuối cùng của Garnier như sau. Giữa ngày 21 tháng 12 năm ấy, khi đang bàn luận với các sứ bộ An Nam, thì viên thông dịch vào báo rằng quân Cờ Đen, tức quân Lưu Vĩnh Phúc, đang đánh thành ở cửa Tây. Garnier kéo ra trận tiền nơi lính Tây đang nã súng, buộc quân Cờ Đen phải rút lui sau lùm tre. Liền đó, một cỗ pháo 40 ly được kéo ra. Garnier gọi một toán lính hơn một chục người rồi bàn giao lại cho ba người kéo cỗ súng ra ngoài cổng thành đuổi theo quân địch. Vì súng thì nặng nên không đi nhanh được, Garnier ra lệnh bỏ lại với vài tên lính. Với 9 tên lính còn lại, Garnier chia thành 3 nhóm, 2 nhóm truy kích vòng hai bên tả hữu, còn Garnier thì dẫn nhóm trực chỉ lối giữa. Đuổi khoảng 1,5 km thì Garnier trượt chân ngã xuống ở một chân dốc đê. Một toán quân Cờ Đen ẩn đằng sau đê ùa ra, súng bắn tràn. Lúc đó, Garnier đã bỏ xa hai người lính hộ vệ 100 m. Một người trúng đạn chết, người kia cũng bị thương. Garnier gào to, hỡi những binh sĩ dũng cảm, hãy lại đây với tôi sẽ đánh cho chúng một trận chí tử. Sau đó, Garnier cố tự vệ, dùng súng côn bắn 6 phát. Quân địch ùa đến bổ vây, dùng giáo và kiếm đâm chém, chặt đầu rồi bỏ chạy, để lại một thi thể đầy thương tích rùng rợn. Hai toán lính truy kích, nghe tiếng súng, liền sấn vào nhưng chỉ kịp cướp lấy cái thây đầy máu của Garnier, đem lại về thành Hà Nội. Các năm 1876 và 1880, để đối phó với quân Pháp, sứ bộ Đại Nam do Phạm Thận Duật đi đầu đã sang Trung Hoa cầu viện. Triều đình cũng chiêu nạp quân Cờ Đen của Lưu Vĩnh Phúc và phong ông làm đề đốc để cùng các quan chống cự quân Pháp. Tình trạng mất an ninh ở Bắc Kỳ bởi các lực lượng người Hoa, nhất là quân Cờ Đen, khiến chính phủ Pháp phải lựa chọn hoặc là đặt sự bảo hộ hoàn toàn ở Bắc Kỳ hoặc là phải rút lui. Năm 1879, đề đốc Bona Jaure Ziberi đã yêu cầu gửi thêm 6.000 người sang Bắc Kỳ áp đặt nền bảo hộ.
nhưng chính phủ Pháp đã từ chối. Năm 1882, Thống đốc Nam Kỳ Charles Mirer de Villiers yêu cầu Đại tá Henry Rivière ra Bắc với 233 binh sĩ để bảo vệ các thương gia Pháp trước quân cướp tống tiền người Hoa. Ngày 3 tháng 4 năm 1882, Henry Rivière tới Hà Nội và có ý chiếm thành. Le Miller de Villiers phản đối nhưng lại có trách nhiệm phải bảo vệ Henry Rivière. Cuối năm 1882, quân Thanh do các tướng Tạ Kính Bưu và Đường Cảnh Tùng vượt biên giới sang đóng ở Bắc Ninh và Sơn Tây. Triều Nguyễn yêu cầu nhà Thanh can thiệp. Trong khi đó, Đại sứ Pháp ở Bắc Kinh đã thương thảo với Tổng đốc Trực Lệ Lý Hồng Chương phân chia Bắc Kỳ dọc theo sông Hồng cho hai nước. Đại tá Rivière đã cho quân đi đánh chiếm nhiều nơi như Hòn Gai và Nam Định. Nhưng các quan viên Triều Nguyễn như Trương Quang Đản, Bùi Ân Niên, Hoàng Kế Viêm đe dọa kéo quân bao vây người Pháp ở Hà Nội. Trong khi xuất quân phá vây, Rivière bị quân cờ đen của Lưu Vĩnh Phúc hạ sát ngày 19 tháng 5 năm 1883. 4 ngày trước cái chết của Rivière, Quốc hội Pháp thông qua một khoản ngân sách 5.500.000 francs cho phép gửi thêm quân lực tới xứ Bắc Kỳ. Lợi dụng những biến loạn xảy ra khi vua Tự Đức băng Hà ngày 17 tháng 7 năm 1883, tướng Colben đem hạm đội đi đánh cửa Thuận An, buộc triều đình phải xin đình chiến và chấp nhận ký hiệp ước Haman. Tuy vậy, đối với phái chủ chiến Tôn Thất Thuyết và Nguyễn Văn Tường thì đây chỉ là một kế hoãn binh. Hai ông đã cổ vũ thành lập những đội nghĩa quân chống Pháp, đắp đồn xung quanh kinh thành và cho xây dựng căn cứ Tân Sở. Vua Hiệp Hòa lên thay, đột ngột băng Hà. Tôn Thất Thuyết và Nguyễn Văn Tường lập Kiến Phúc kế vị. Việc này được cho là trong khi hàng vạn nhân công đang xây dựng căn cứ ở miền rừng núi Quảng Trị, vua Hiệp Hòa chủ trương hòa giải nên bị ép phải tự tử. Trong năm 1884, quân Pháp được tiếp viện, đã chiếm được nhiều tỉnh giàu có của Bắc Kỳ. Tháng 5 năm 1884, Hiệp ước Thiên Tân được ký giữa Lý Hồng Chương và đại diện Pháp Faunier. Theo đó, quân Thanh rút hết về nước và tôn trọng các hiệp ước đã ký giữa Triều Nguyễn và người Pháp. Triều Nguyễn cũng phải chấp nhận sửa đổi một số điều kiện trong Hiệp ước Haman và ký với Jules Paternotte, lãnh sự Pháp tại Bắc Kinh, Hiệp ước Paternotte ngày 6 tháng 6 năm 1884. Với Hiệp ước Paternotte thì việc thiết lập nền bảo hộ của Pháp trên nước Đại Nam không còn bị ngăn cản nữa. Trận thành Hà Nội 1882. Quân đội Pháp dưới quyền trung tá hạm trưởng Henry Rivière rời Sài Gòn ngày 26 tháng 3 năm 1882 với 2 tàu chiến Drake và Passevant, chở theo 2 đại đội thủy bộ binh do thiếu tá Chanu chỉ huy, một toán biệt phái xạ thủ An Nam, 5 tàu xà lúp máy hơi nước, mỗi binh sĩ được trang bị 200 viên đạn. Trước khi lên đường, Henry Rivière được lệnh phải tuân thủ hiệp định đã ký, chỉ được dùng vũ lực trong trường hợp cần thiết. Tuy nhiên, người ta cũng hiểu rằng chỉ có phản ứng nhỏ của quan lại Đại Nam thì Rivière lập tức hành động. Đại đội quân binh Pháp tới Hải Phòng ngày 2 tháng 4, rồi dùng tàu xà lúp đưa quân đến Hà Nội ngày 3 tháng 4 năm 1882, đóng quân ở đồn thủy. Hiện đang có 2 đại đội thủy bộ binh đóng giữ dưới sự chỉ huy của tiểu đoàn trưởng Benzer de Villiers. Tổng số quân Pháp đóng ở ngoài thành Hà Nội lúc này là 600 bộ binh, gồm 450 lính thủy quân lục chiến, 130 lính thủy và 20 lính bản xứ. Được tin quân Pháp động binh, quan binh Bắc Kỳ lo phòng bị chống giữ. Do không được Tổng đốc Hà Ninh là Hoàng Diệu tiếp đón long trọng, Henry Rivière có ý không hài lòng và gợi sự ra bằng cách cho rằng các việc sửa soạn phòng bị của quan binh triều đình ở Bắc Kỳ là có tính cách thù địch và khiêu khích. Ngày 25 tháng 4 năm 1882, vào lúc 5 giờ sáng, Henry Rivière gửi tối hậu thư cho Tổng đốc Hoàng Diệu, hẹn đến 8 giờ sáng thì trong thành phải giải giáp và các quan lại phải đến trình diện tại đồn thủy. Nếu không, Rivière sẽ chiếm thành
Trước đó, triều đình Huế đã phái Tả thị lang bộ hộ Nguyễn Thành Ý vào Sài Gòn biện bạch về những lý do khiến cho người Pháp phải động binh, đồng thời cũng gửi khẩn lệnh thư cho quan binh Bắc Kỳ phải giữ nguyên trạng thành Hà Nội như đã có trước khi các đội quân của Henry Revere kéo đến. Nhưng khẩn thư này đến quá trễ. Quan quân nhà Nguyễn trong thành Hà Nội tổ chức chống cự đơn độc mà không có sự chi viện kịp thời của các cánh quân từ Sơn Tây, của Hoàng Kế Viêm Lưu Vĩnh Phúc và Bắc Ninh Trương Quang Đản. Mặc dù cánh quân của Hoàng Kế Viêm và Lưu Vĩnh Phúc đóng ở Phù Hoài, Dịch Vọng Từ Liêm, cách Hà Nội không xa. Đúng 8 giờ 15, các pháo thuyền Fanfare, Super, Maxua và Các Biên từ sông Hồng bắn đại bác vào thành. Tới 10 giờ 45, quân Pháp đổ bộ tấn công vào thành. Vào lúc 11 giờ thì quân Pháp chiếm được thành. Thiếu tá Benzer de Villeneuve và 3 binh sĩ Pháp bị thương. Trong thành Hà Nội, Hoàng Diệu cùng lãnh binh Hồ Văn Phong chỉ huy phòng thủ cửa Bắc, đề đốc Lê Văn Trinh giữ cửa Đông, lãnh binh Lê Trực giữ cửa Tây và lãnh binh Nguyễn Đình Đường giữ cửa Nam. Phía quân triều đình chỉ có khoảng 40 người tử trận và 20 bị thương vì đa số binh lính đã không chiến đấu mà bỏ thành chạy trốn. Ở cửa Đông và cửa Nam, Lê Văn Trình và Nguyễn Đình Đường sợ hãi bỏ trốn. Tổng đốc Hoàng Diệu cố gắng chống cự nhưng quân Pháp đã tràn vào thành, đành treo cổ tự vẫn dưới một cái cây trước võ miếu, thọ 54 tuổi. Trận Nam Định 1883. Ngày 23 tháng 3 năm 1883, Henry Revere để cho Bezier de Villeneuve cùng 400 quân ở lại Hà Nội chỉ huy quân Pháp tiến tới Nam Định. Tới ngày 25 thì Revere đến Nam Định. Một lần nữa, kịch bản chiếm thành Hà Nội được lặp lại khi Tổng đốc Nam Định không tới gặp Revere theo thư yêu cầu và lập tức quân Pháp chiếm thành Nam Định vào ngày 27 tháng 3. Thiệt hại nặng nhất của quân Pháp trong trận này là cái chết của Trung tá Carreau. Sự kiện này khiến chính phủ Pháp lo lắng và một lần nữa ra lệnh cho quân Pháp chỉ được can thiệp khi thực sự cần thiết. Quyết định của chính phủ Pháp chứng tỏ người Pháp vẫn đang lưỡng lự trước việc mở ra một cuộc chiến tranh toàn diện ở Đại Nam. Trong lúc Revere ở Nam Định, thì tại Hà Nội, lực lượng của de Villeneuve bị 4.000 quân tấn công trong đêm 26 và 27 tháng 3. Tuy quân Pháp ở Hà Nội đẩy lui được hai cuộc tấn công buổi đêm này, nhưng tình hình nghiêm trọng vẫn buộc Revere phải trở về Hà Nội ngày 2 tháng 4, đồng thời đề nghị Đô đốc Mayer chỉ huy Hải quân Pháp ở Trung Quốc đưa quân ứng cứu. Việc Revere đánh chiếm Nam Định đánh dấu một bước leo thang quan trọng, thể hiện tham vọng của người Pháp ở Bắc Kỳ và có hệ quả nghiêm trọng. Nhà Thanh bắt đầu ngầm hỗ trợ tài chính nhà Nguyễn chống lại sự xâm lược của thực dân Pháp. Sự can thiệp của quân Thanh tại Bắc Kỳ cuối cùng dẫn đến cuộc chiến tranh Pháp-Thanh sau này. Trận Cầu Giấy 1883. Sau khi nhận được yêu cầu cứu viện của Revere, chỉ huy Hải quân Pháp ở Trung Quốc là Đô đốc Mayer lập tức đưa quân Pháp tới ứng cứu. Lực lượng này tới Hà Nội ngày 14 tháng 5 năm 1883. Trong lúc đó, người Pháp ở Hà Nội tiếp tục bị tấn công bởi một lực lượng mạnh từ 15 đến 20 ngàn quân. Sau khi quân tiếp viện của Mayer tới nơi, lực lượng Pháp bắt đầu quay lại phản công. Ngày 15, người Pháp đốt khu vực đồn trú của quân Cờ Đen. Một ngày sau đó, người Pháp dưới sự chỉ huy của Bezier de Villeneuve tiến tới ngã ba sông Đuống. Tuy nhiên, Henry Revere vẫn cảm thấy bất an và trong lúc chờ lực lượng cứu viện cho phép người Pháp chiếm Bắc Ninh và Sơn Tây, Revere quyết định vào ngày 19 tháng 5 sẽ rút khỏi Hà Nội và tiến về Phủ Hoài theo hướng Sơn Tây. Tối 18, Revere cho triệu tập các sĩ quan Pháp để thông báo quyết định chuyển quân. Ông ta cho rằng hành động này của Pháp không có gì bất thường nên sẽ ít bị đối phương chú ý. Tuy nhiên, Revere không ngờ rằng kế hoạch của mình đã bị một người hầu gốc Hoa nghe được. 4 giờ sáng 19 tháng 5, lực lượng Pháp do Bezier de Villeneuve chỉ huy bắt đầu xuất phát. Henry Revere cũng có mặt trong đội quân này. Cùng lúc,
một nhóm quân Pháp do Đại úy Jacquin chỉ huy được lệnh canh chừng cho cuộc hành quân. Tới 6 giờ sáng thì các cuộc đụng độ giữa hai bên bắt đầu và quân Pháp chiếm được Cầu Giấy. Được thông báo trước về kế hoạch của người Pháp, quân Cờ Đen của Lưu Vĩnh Phúc đã phục sẵn với Đại Bác ở khu vực làng Hạ Yên Khê, còn gọi là Hạ Yên Quyết, bên trái Cầu Giấy. Khi quân Pháp tiến gần làng thì lính Cờ Đen bắt đầu nổ súng, làm Besser de Villeneuve thiệt mạng. Nhận thấy đối phương với lực lượng đông đảo có dấu hiệu chặn đường rút lui của mình, Rivière ra lệnh cho quân Pháp vừa đánh vừa lùi. Một loạt lính Pháp và hai sĩ quan Brissic và Clear bị giết, một số khác bị thương. Bất ngờ, một khẩu đại bác của quân Pháp bị rơi xuống ruộng lúa. Rivière chỉ huy quân kéo khẩu súng lên vì không muốn nó lọt vào tay quân Cờ Đen. Quân Cờ Đen nổ súng vào vị trí của Rivière khiến ông ta tử vong cùng với viên đại úy Jacquin và một lính thủy có tên là Maulin. Sau khi Rivière chết, quân Cờ Đen tiến tới cắt đầu vào tay của ông ta làm chiến lợi phẩm. Đến 9 giờ 30 thì tàn quân Pháp rút về tới thành Hà Nội trong sự truy đuổi giáo giết của quân Cờ Đen. Quân Pháp trong thành buộc phải cố thủ và phái người tới Hải Phòng xin tiếp viện. Lợi dụng sự lục đục trong nội bộ triều đình nhà Nguyễn sau khi vua Tự Đức băng hà, Cowper trở lại vịnh Đà Nẵng cùng với chiến hạm Bayer vào tối ngày 16 tháng 8 và đã lên kế hoạch tấn công vào pháo đài Trấn Hải cạnh cửa biển Thuận An vào ngày 18 tháng 8. Ngày 17 tháng 8, quân Pháp bắt đầu tập trận. Quân Pháp dùng thuyền đi ngược sông Hương lúc 8 giờ sáng ngày 18 tháng 8. Bayard là soái phạm của Pháp trong trận này. Bayard tiến sâu vào trong đất liền để có thể nã pháo vào các pháo đài lớn ở phía Nam và phía Bắc từ khoảng cách 2.000 mét. Chatorano cách đó một chút về phía Đông và tấn công các pháo đài phía Nam. Atalaner neo ở phía Tây Bayer, được giao nhiệm vụ tấn công các pháo đài lớn nằm ở phía Bắc. Chiến hạm Drac neo ở tại sườn phía Tây hạm đội Pháp, bắn đạn vào các pháo đài nhỏ ở cuối các vị trí địch quân. Lin và Vipère đã neo giữa Atalaner và Drac để bảo vệ cuộc đổ bộ. Trong buổi sáng, người Pháp đã chiếm được pháo Lý ở phía Bắc. Tuy nhiên, pháo đài Nam vẫn còn trong tay Đại Nam. Trong buổi chiều, để chuẩn bị tấn công pháo đài Nam, chiến hạm Lin và Vipère vượt qua đập sông một cách táo bạo. Đại bác quân Đại Nam từ trong thành bắn ra nhưng không trúng phát nào và lại bị hai tàu chiến bắn trở lại. Ngoài biển, Bayer và Chaturano được bổ sung thêm nhằm chiếm được pháo đài một cách nhanh nhất. Người Pháp có vũ khí hiện đại, còn quân Đại Nam tuy bắn trả lại suốt ngày hôm đó, nhưng do vũ khí quá thua kém, trình độ quá lỗi thời, nên đến cuối ngày, các pháo lũy đều bị đạn pháo quân Pháp phá hủy. Lực lượng phòng thủ bị tổn thất rất nghiêm trọng, quân Pháp lại không bị thiệt hại gì. Quan trấn thành là Lê Sĩ, Lê Chuẩn tử trận, Lâm Hoành, Trần Thúc Nhân nhảy xuống sông tự tử. Trong cuộc oanh tạc và đổ bộ tiếp theo, Đại Nam tổn thất có lẽ lên tới 2.500 lính bị giết hoặc bị thương. Ngược lại, phía Pháp thương vong chẳng bao nhiêu, khi chỉ có vài chục người bị thương. Vào ngày hôm sau, Cowper cùng với quân sĩ ăn mừng thắng trận. Đối với các sĩ quan và thủy thủ đoàn Lin và Vipère đều được khen thưởng đặc biệt. Quân Pháp chiếm được cửa Thuận An, Huế. Dưới sức ép quân sự của Pháp, ngày 25 tháng 8, nhà Nguyễn phải chấp nhận ký hòa ước với Pháp, theo đó chấp thuận sự bảo hộ của Pháp tại Bắc Kỳ. Trận Bắc Lệ 1884. Hay tin Hiệp ước Giáp Thân và Hiệp ước Thiên Tân đã được ký kết, quân Pháp ở Bắc Kỳ rất vui và nhẹ nhõm vì cho rằng chiến tranh vậy là đã kết thúc. Bởi theo tờ quy ước của Trung tá Faunier ký với Tổng đốc trực lệ Lý Hồng Chương ở Thiên Tân, thì quân Thanh ở Lạng Sơn, Thất Khê và Cao Bằng sẽ phải rút hết về nước. Tin vậy nên ngày 13 tháng 6 năm 1884, Thống tướng Millet phái thiếu tá Duzener dẫn hơn 1.000 binh lính và khoảng ngần ấy phu quân vác
từ phủ Lạng Thương kéo lên tiếp quản các tỉnh thành trên. Ngày 22 tháng 6, đoàn quân Pháp đi đến đồn Bắc Lệ. Nhưng khi quân Pháp đến bờ sông Hóa, một nhánh của sông Thương, cách cầu Quan Âm khoảng 8 dặm thì bị chặn lại. Ở phía bên kia cầu, quân Thanh và quân khởi nghĩa người Việt do Nguyễn Thiện Thuật, Tạ Hiện, Phạm Huy Quang cùng chỉ huy vẫn đang còn đóng giữ. Ngày 23, sau khi thăm dò được một quãng sông không sâu lắm, dưới làn mưa đạn, quân Pháp vẫn cố vượt qua. Trước tình hình căng thẳng, tướng nhà Thanh sai quân đưa thư, đại ý nói rằng đã biết có hòa ước nhưng vì chưa được lệnh rút quân về, vậy xin hoãn mấy ngày nữa để đợi chỉ dụ của Bắc Kinh. Sử gia Trần Trọng Kim viết: Thống tướng Millet tiếp được tin quân Pháp thua ở Bắc Lệ, liền sai thiếu tướng Denezier đem hai đại đội quân bộ, hai đội pháo binh và một toán công binh đi đường phủ Lạng Thương qua làng Kép lên tiếp ứng cho trung tá Duzener. Khi tiếp được quân của trung tá rồi, thiếu tướng Millet triệu thiếu tướng Denezier về Hà Nội để chờ lệnh và quân ở bên Pháp sang. Nhưng trung tá Duzener không chịu. Đến quá trưa, ông này cho người đưa thư sang bảo quân tàu rằng trong một giờ nữa mà quân tàu không rút về thì quân Pháp cứ việc tiến lên. Đoạn truyền lệnh tiến binh. Đi được một lúc thì quân tàu phục hai bên đường bắn ra. Quân Pháp dàn trận đánh nhau đến tối. Sáng hôm sau, quân Pháp thấy quân tàu sắp vây cả bốn mặt, bèn rút quân chạy về bên này sông Thương đợi quân cứu viện ở Hà Nội lên. Trận này quân Pháp bị 28 người tử trận, 46 người bị thương, còn những phu phen chết không biết bao nhiêu mà kể. Trận đánh này có tiếng vang rất lớn ở Pháp và Đại Nam thời bấy giờ, khiến thực dân Pháp rất hoang mang lo ngại. Đây thật sự là một thất bại nặng nề của quân Pháp, một thắng lợi to lớn của liên quân Việt Thanh. Cho nên, khi nhận được tin, Thủ tướng Jules Ferry liền đánh điện khẩn cho Lý Hồng Chương để phản đối kịch liệt sự việc này. Và sau đó đã hai lần, 12 tháng 7 và 19 tháng 8, Jules Ferry gửi tối hậu thư đòi quân Thanh phải rút ngay khỏi Bắc Kỳ và phải bồi thường thiệt hại cho Pháp 250 triệu franc. Khoản tiền này sau cứ giảm dần đi. Nhưng mặc dù tình hình giao thiệp giữa Pháp và Thanh căng thẳng, cả đôi bên đều muốn dùng con đường thương thuyết để tránh một cuộc chiến tranh lớn. Nhưng trước những yêu sách quá đáng của Pháp, triều đình Bắc Kinh không thể nào nhượng bộ được nữa. Cuối cùng, cuộc chiến tranh Pháp-Thanh cũng đã nổ ra vào tháng 8 năm 1884. Sau trận Bắc Lệ, trung tướng Millet bị triệu hồi, thiếu tướng Riedlai lên thay thế để tiếp tục công việc đánh dẹp và bình định Bắc Kỳ. Hòa ước Nhâm Tuất 1862. Hòa ước Nhâm Tuất được ký ngày 5 tháng 6 năm 1862 tại Sài Gòn giữa các đại diện triều Nguyễn thời vua Tự Đức là chính sử Phan Thanh Giản và phó sứ Lâm Duy Hiệp, với đại diện của Pháp là thiếu tướng Bona và đại diện của Tây Ban Nha là đại tá Don Carlos Blanca Gutierre. Tàu Phobin đưa sứ bộ rời Huế vào ngày 28 tháng 5 năm 1862, đến Sài Gòn vào ngày 3 tháng 6 năm 1862, qua ngày 5 tháng 6 năm 1862, tức 9 tháng 5 âm lịch năm Nhâm Tuất, thì hai bên ký bản hòa ước trên tàu chiến Dupuyre của Pháp đậu ở Sài Gòn. Ký hòa ước xong, triều đình sai ông Phan Thanh Giản làm Tổng đốc Vĩnh Long, ông Lâm Duy Hiệp làm Tuần phủ Khánh Thuận để giao thiệp với các quan nước Pháp ở Gia Định. Tháng 2 năm Quý Hợi 1863, thiếu tướng Bonat và đại tá Palanca ra Huế gặp vua Tự Đức để công nhận sự giảng hòa của ba nước. Xong rồi thiếu tướng Bona về Pháp nghỉ, thiếu tướng hải quân De La Grandière sang thay. Sử gia Phạm Văn Sơn cho rằng giữa lúc quân Pháp không ngờ nhất thì thiếu tá Simon đang công tác ở ngoài khơi Trung Kỳ trở về Sài Gòn báo tin là vua Tự Đức vừa đề nghị mở cuộc giảng hòa. Tháng 4 năm Nhâm Tuất, đô đốc Bona liền phái Simon mang chiến hạm Phobin có bố trí đại bác, ba chiếc thuyền gỗ cùng 200 lính đến cửa Thuận An để đưa ra ba yêu sách là
gửi sứ thần có thẩm quyền quyết định vào gia định, bồi thường chiến phí và phải nạp trước 100 franc để đảm bảo thiện chí cầu hòa. Theo giáo sư Nguyễn Phan Quang, các nguồn tư liệu khác nhau cho thấy những tháng đầu năm 1862 là thời gian khủng hoảng nặng nề nhất của quân viễn chinh Pháp ở chiến trường Việt Nam. Một mặt, phong trào kháng chiến của nhân dân đang phát triển mạnh, đặt quân địch trước những khó khăn nan giải. Mặt khác là những động tác do thất bại của Pháp ở Syria, xa lầy ở Mexico và làn sóng phản đối của nhân dân Pháp. Giữa lúc đó, triều đình Huế chủ động nghị hòa và ký kết mau chóng đã làm cho thực dân Pháp ngạc nhiên. May mắn thay, đang lúc phải đón đợi một tình thế xấu thì Huế lại yêu cầu ký hòa ước. Theo nhà giáo Ca Văn Thỉnh thì đây là một hàng ước, còn theo giáo sư Trần Văn Dầu thì đây là một sự phản bội đối với những người kháng chiến. Sau hiệp ước này, phong trào chống thực dân Pháp của nhân dân Việt khó khăn hơn trước. Nghĩa quân phải đơn độc đối phó, và quan trọng hơn nữa là triều đình không chỉ ra lệnh bãi binh mà còn tiếp tay truy lùng các thủ lĩnh cho Pháp. Hòa ước Giáp Tuất 1874. Sau khi ký hòa ước Nhâm Tuất 1862, Pháp chiếm đóng và cai trị ba tỉnh miền Đông Nam Kỳ và quyết tâm xâm chiếm lấy nốt ba tỉnh miền Tây còn lại của Nam Kỳ. Đến năm 1867, họ đã lấy nốt thành công ba tỉnh còn lại sau khi kinh lược sứ Phan Thanh Giản quyết định giao các thành cho Pháp. Nhân sự rối ren ở Bắc Kỳ, Pháp đã quyết định từng bước tiến ra với mục đích chiếm nốt Bắc Kỳ. Để mục đích được thuận lợi, Pháp ra những yêu sách rất ngang ngược với triều đình Huế về các quyền lợi ở Bắc Kỳ, rồi đưa quân ra và chiếm lần lượt các thành Hà Nội, Nam Định, Ninh Bình, Hải Dương. Tình hình diễn ra ở Bắc Kỳ cũng như sự chiếm đóng của các tỉnh Tây Nam Kỳ dẫn tới vi phạm vào bản hòa ước Nhâm Tuất 1862 mà hai bên đã ký, và dẫn tới việc Pháp thay thế hiệp ước bằng một bản hòa ước Giáp Thân 1874 có lợi hơn cho Pháp. Đây là bản hiệp định thứ hai giữa triều Nguyễn và Pháp, được ký vào ngày 15 tháng 3 năm 1874 giữa đại diện của triều Nguyễn là Lê Tuấn, chính sứ toàn quyền đại thần Nguyễn Văn Tường, phó sứ toàn quyền đại thần, và đại diện của Pháp là Duper, toàn quyền đại thần, thống đốc Nam Kỳ. Hòa ước gồm 22 điều khoản với nội dung chính là thay thế bản hòa ước Nhâm Tuất 1862, công nhận chủ quyền vĩnh viễn của Pháp ở Nam Kỳ, lệ thuộc về chủ quyền ngoại giao, mở cửa cho Pháp tự do buôn bán tại các cảng biển và trên sông Hồng cùng tự do truyền đạo. Hòa ước Quý Mùi 1883. Đầu thập niên 1880, tình hình ở Bắc Kỳ càng rắc rối khi Pháp chủ trương xâm lăng và tìm cách gây hấn. Năm 1882, thủ phủ Hà Nội thất thủ. Pháp chiếm toàn miền Trung Du Bắc Kỳ, các tỉnh Vân Nam, Quảng Đông, Quảng Tây của Trung Quốc được đặt vào tình trạng báo động. Một mặt, nhà Thanh cho rằng tăng cường việc phòng bị biên ải. Mặt khác, quân Thanh vượt biên giới vào Bắc Kỳ khi triều đình Huế gửi thư cầu viện. Dưới danh nghĩa giúp nhà Nguyễn, quân Tàu mở đầu cuộc chiến tranh Pháp-Thanh. Trong khi đó, quân Việt tại các tỉnh Bắc Kỳ phối hợp với quân Thanh cùng đánh Pháp. Cũng vào thời gian này, vua Tự Đức băng hà ngày 19 tháng 7 năm 1883, không có con nối ngôi. Triều đình rối ren, các quan phụ chính tranh nhau quyền lợi, khiến vua Dục Đức ở ngôi chỉ 3 ngày 20 đến 23 tháng 7. Vua Hiệp Hòa ở ngôi 4 tháng từ 30 tháng 7 đến 30 tháng 11. Tiếp theo nhau bị phế, lợi dụng tình thế, ngày 20 tháng 8 năm 1883, quân Pháp tấn công và chiếm lấy cửa Thuận An, khống chế cửa ngõ thủy lộ chính lên kinh đô Huế. Trong hoàn cảnh nguy ngập, bị Pháp uy hiếp sát kinh thành, triều đình cử Nguyễn Trọng Hợp, thượng thư bộ lại, ra Thuận An để điều đình với Pháp. Tổng ủy Suler Haman ra tối hậu thư với nhiều yêu sách ngang ngược và khắc nghiệt. Tổng cộng 27 điều khoản, Haman gia hạn cho triều đình Huế phải trả lời trong 24 giờ đồng hồ
nếu không sẽ khai hỏa đánh lên kinh thành. Thư của Haman đe dọa, đế quốc An Nam, Hoàng Triều cùng các công vương đại thần sẽ tự tuyên án tử hình cho chính mình. Cái tên Đại Nam sẽ bị xóa khỏi lịch sử. Nếu vua quan nhà Nguyễn không chấp nhận toàn phần những điều kiện nêu ra. Quá yếu thế, triều đình Huế đã ký chấp nhận 27 điều khoản do Pháp đưa ra. Hòa ước Haman được hai bên ký kết ngày 23 tháng 7 âm lịch, triều hiệp hòa tức ngày 25 tháng 8. Hòa ước Patenot. Sau khi ký hòa ước Quý Mùi 1883, trong nội bộ triều đình Huế tiếp tục lục đục, các vị vua Hiệp Hòa, Kiến Phúc, Hàm Nghi kế tiếp nhau lên ngôi trong thời gian ngắn. Lúc này ở Bắc Kỳ, quân Pháp đang đánh nhau với quân nhà Thanh và đã đuổi được phần lớn quân Thanh về Trung Quốc. Tuy nhiên, một số tỉnh quân Thanh vẫn còn có mặt và đe dọa sự có mặt của người Pháp ở Bắc Kỳ. Chính phủ Pháp đã sai Fontenier sang Thiên Tân ký với Lý Hồng Chương bản sơ bộ về Hòa ước Thiên Tân 1884. Trong nội dung bản Hòa ước sơ bộ giữa Pháp và nhà Thanh năm 1884 đã có điều khoản nhà Thanh công nhận quyền bảo hộ của Pháp ở Đại Nam. Dựa vào bản sơ bộ này mà sau này là bản chính thức Hòa ước Thiên Tân 1885. Chính phủ Pháp đã sai Patenot, đại diện Cộng hòa Pháp, đến Huế, sửa lại Hòa ước Quý Mùi 1883, trước đó giữa Pháp và nhà Nguyễn. Ngày 6 tháng 6 năm 1884, Hòa ước Patenot được ký kết tại Kinh Đô Huế, gồm 19 điều khoản. Đại diện các phía nhà Nguyễn là Phạm Thận Duật, toàn quyền đại thần, Tôn Thất Phan, phó toàn quyền đại thần, Nguyễn Văn Tường, phụ chính đại thần, và phía Pháp là Jules Patenot, sứ thần Cộng hòa Pháp. Sau các hòa ước Haman và Patenot, nhà Nguyễn chỉ còn cai quản Trung Kỳ với chế độ bảo hộ, không có quân đội, không tài chính, không ngoại giao. Vua Nguyễn chỉ lo việc cúng tế, nhóm họp dưới quyền chỉ huy của viên khâm sứ người Pháp không mang triều phục. Về hình thức, bộ máy triều đình Huế không thay đổi, vẫn có vua, cơ mật viện, các thượng thư, nhưng về bản chất đã hoàn toàn thay đổi. Tuy không bị người Pháp xóa sổ, nhưng đây chỉ còn là triều đình trên danh nghĩa, không có quyền hành. Từ vua Nguyễn trở xuống, chỉ còn là những viên chức thừa lệnh của Pháp. Thỉnh thoảng, họ được mở hội nghị cơ mật viện hoặc hội đồng thượng thư do khâm sứ Trung Kỳ của Pháp chủ tọa, chỉ để làm nhiệm vụ tư vấn lấy lệ. Do không có quân đội, binh bộ trong triều đình này đã bị bãi bỏ. Người Pháp mở rộng lãnh thổ thuộc địa tại bán đảo Đông Dương sau khi đã xâm chiếm Campuchia 1863. Sau khi chiếm được Đại Nam không lâu, Pháp chính thức thôn tính Lào 1893, áp đặt sự thống trị trên toàn bộ Đông Dương. Than ôi, tranh giành bắn giết người Việt bao nhiêu năm, không từ cả việc cõng rắn cắn gà nhà, long đong lận đận, vua Gia Long mới có được Sơn Hà. Cuộc chiến Pháp Đại Thanh nhắc lại thêm đau lòng tủi nhục. Hòa ước Patenot chính thức đưa Đại Nam vào giai đoạn vua là tượng gỗ, dân là thân châu. Quý vị và các bạn thân mến, về cuộc chiến tranh Pháp Đại Nam, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các hiệp ước đã ký qua từng thời kỳ giữa Pháp và triều đình nhà Nguyễn để xem công cuộc mượn đường đánh nhà Thanh của Pháp tiến triển ra sao và cách thức họ đem văn minh đến với nước nhà như thế nào. Hiệp ước Nhâm Tuất. Hiệp ước Nhâm Tuất ký ngày 5 tháng 6 năm 1862 tại Sài Gòn giữa đại diện triều Nguyễn thời vua Tự Đức là chánh sứ Phan Thanh Giản và phó sứ Lâm Duy Hiệp hay Thiếp, với đại diện của Pháp là thiếu tướng Bona và đại diện của Tây Ban Nha là đại tá Don Carlos. Đây chính là hòa ước bất bình đẳng đầu tiên của Việt Nam ký với Pháp, mở đầu cho cuốn Vong Quốc Sử Việt Nam
từ nửa đầu thế kỷ 19 đến nửa đầu thế kỷ 20 trong lịch sử Việt Nam. Hòa ước Nhâm Tuất có 12 khoản, trừ các khoản có tính cách ngoại giao thì 9 khoản sau đây được coi là quan trọng. Khoản 1. Từ nay về sau, hòa bình sẽ mãi mãi được thiết lập giữa một bên là Hoàng đế Pháp và Nữ hoàng Tây Ban Nha và một bên là Hoàng đế Đại Nam. Tình hữu nghị toàn diện và lâu bền cũng sẽ được thiết lập giữa thần dân ba nước dù họ ở bất cứ nơi đâu. Khoản 2. Thần dân hai nước Pháp và Tây Ban Nha được hành đạo Gia Tô ở nước Đại Nam và bất luận nước Đại Nam ai muốn theo đạo Gia Tô đều sẽ được tự do theo. Nhưng những người không muốn theo đạo Gia Tô thì không được ép họ theo. Khoản 3. Chủ quyền chọn ba tỉnh là Biên Hòa, tỉnh Gia Định và tỉnh Định Tường, cũng như đảo Côn Lôn. Do hiệp ước này được hoàn toàn nhượng cho Hoàng đế nước Pháp. Ngoài ra, các thương gia Pháp được tự do buôn bán và đi lại bằng bất cứ tàu bè nào trên sông lớn của xứ Campuchia và trên tất cả các chi lưu của sông này. Các tàu binh Pháp được phép đi xem xét trên con sông này hay trên các chi lưu của nó cũng được tự do như vậy. Khoản 4. Sau khi đã nghị hòa, nếu có nước ngoài nào muốn bằng cách gây sự hoặc bằng một hiệp ước giành lấy một phần lãnh thổ của nước Đại Nam, thì Hoàng đế nước Đại Nam sẽ báo cho Hoàng đế nước Pháp biết bằng một sứ thần để Hoàng đế nước Pháp được hoàn toàn tự do đến tiếp cứu nước Đại Nam hay không. Nhưng nếu trong hiệp ước với nước ngoài nói trên có vấn đề nhượng địa thì sự nhượng địa này có thể được thừa nhận nếu có sự ưng thuận của Hoàng đế nước Pháp. Khoản 5. Người các nước Pháp và Tây Ban Nha được tự do buôn bán tại ba hải cảng là Đà Nẵng, Ba Lạt và Quảng Yên. Người nước Đại Nam cũng được tự do buôn bán tại các hải cảng của nước Pháp và Tây Ban Nha như vậy, nhưng phải theo thể thức luật định. Khoản 8. Hoàng đế nước Đại Nam sẽ phải bồi thường một số tiền là 4 triệu piast trả trong 10 năm. Vì nước Đại Nam không có tiền piast sẽ được tính bằng 72% lạng bạc. Khoản 9. Nếu có cướp bóc, giặc biển hoặc kẻ gây rối người nước Nam nào phạm tội cướp bóc hoặc gây rối trên các đất thuộc Pháp, hoặc nếu có người Âu Châu phạm tội nào đó lẩn trốn trên đất thuộc nước Nam, thì ngay khi nhà nước Pháp thông chi cho nhà chức trách Đại Nam, giới chức này phải cố gắng bắt giữ thủ phạm để giao nộp cho nhà chức trách Pháp. Vấn đề cướp bóc, giặc biển hay quân phiến động nước Nam sau khi phạm tội lẩn trốn trên đất thuộc Pháp cũng sẽ được xử như vậy. Khoản 10. Dân chúng ba tỉnh là Vĩnh Long, An Giang và Hà Tiên sẽ được tự do buôn bán trong ba tỉnh thuộc Pháp miễn tuân theo luật lệ hiện hành, nhưng những đoàn tàu chở binh lính, vũ khí, đạn dược hay lương thực giữa ba tỉnh nói trên và Nam Kỳ chỉ được thực hiện bằng đường biển. Tuy nhiên, Hoàng đế nước Pháp thuận cho các đoàn tàu chở các thứ trên vào Campuchia được có cửa khẩu là Lạch Mỹ Tho, Định Tường, gọi là cửa tiền, song với điều kiện là các giới chức Đại Nam phải báo trước cho đại diện của Hoàng đế nước Pháp, vị đại diện này sẽ trao cho họ một giấy thông hành nếu thể thức này không được tuân theo và một đoàn vận tải như vậy nhập nội mà không có giấy phép thì đoàn đó và những gì hợp thành đoàn đó sẽ bị bắt giữ và các đồ vật sẽ bị phá hủy. Khoản 11. Thành Vĩnh Long sẽ được binh lính Pháp canh gác cho đến khi có lệnh mới mà không ngăn cản bằng bất cứ cách nào hoạt động của các quan Đại Nam. Thành này sẽ được trao trả cho Hoàng đế nước Đại Nam ngay khi ngài đình chỉ cuộc chiến loạn do lệnh ngài tại các tỉnh Gia Định và Định Tường và khi những người cầm đầu cuộc phiến loạn này ra đi và xứ sở được yên tĩnh và quy phục như trong một xứ bình yên. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa xem cái gọi là Hòa ước Nhâm Tuất 1862, một hòa ước bất bình đẳng và phi lý. Người Pháp đến Đại Nam yêu sách và chủ động tấn công. Sau đó, họ ký hòa ước để chốt các yêu cầu của mình.
nhưng điều hay ho nhất, văn minh nhất, đó là vua tôi nhà Nguyễn phải chi trả chiến phí cho chính cuộc chiến người Pháp đánh mình để giành cái của mình. Đó là quy ước của văn minh. Nếu như chín đời chúa Nguyễn có công lao to lớn trong việc mở mang bờ cõi, trị vì đất phương Nam hưng thịnh, thì 13 đời vua Nguyễn thực sự rất nhu nhược, bất lực, đáng thương. Vị vua sáng lập ra nhà Nguyễn là Gia Long phải chấp nhận cho người Tây làm quan, không mặc triều phục, không quỳ lạy vua. Đó là việc chưa từng có trong tiền lệ thời phong kiến. Để cùng tìm hiểu về sự nhu nhược yếu đuối của vua quan nhà Nguyễn, có lẽ phải tìm nguyên nhân ngay từ vị vua khai sáng này. Vua Gia Long, tên húy là Nguyễn Phúc Ánh, gọi tắt là Nguyễn Ánh, là con trai thứ ba của vương tử Nguyễn Phúc Luân và Nguyễn Thị Hoàn. Cháu nội của chúa Nguyễn Phúc Khoát, vị chúa Nguyễn áp chót ở Đàng Trong. Chúa Nguyễn bị Tây Sơn lật đổ, ông mất 25 năm lập ra nhà Nguyễn, ở ngôi trị vì 18 năm, từ năm 1802 đến 1820. Ông đã từng phải cầu viện quân Xiêm La và hứa cắt lãnh thổ đất nước cho Pháp để hai nước này xuất quân sang đánh Tây Sơn. Ông cũng từng hỗ trợ 50 vạn cân gạo cho quân Thanh khi quân Thanh xâm lược Đại Việt và đánh nhau với nhà Tây Sơn. Nguyễn Ánh cùng với Lê Chiêu Thống là hai ông vua duy nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam đã dẫn đường cho quân đội ngoại quốc đánh vào lãnh thổ đất nước. Năm 1802, ông đánh bại Tây Sơn lên ngôi hoàng đế, lập ra nhà Nguyễn, kết thúc nhiều thế kỷ nội chiến ở Việt Nam. Triều đại của Gia Long sử dụng quốc hiệu Việt Nam. Trái ngược với tiền nhân, lo việc mở mang bờ cõi, Gia Long đem vùng Trấn Ninh rộng khoảng 45.000 km2 cắt cho Vương quốc Vạn Tượng, lãnh thổ của Lào ngày nay, để lôi kéo sự ủng hộ của họ, khiến cho miền Trung eo hẹp lại. Sau này, chắt nội của ông là Tự Đức đã cắt cả Nam Kỳ lục tỉnh cho thực dân Pháp. Đó đúng là một sự kế nghiệp xứng đáng, con cháu của ông không phải hổ thẹn với ông. Về đối ngoại, ông là người mở đường cho sự can thiệp của người Pháp ở Việt Nam qua việc mời sĩ quan Pháp xây dựng các thành trì lớn, huấn luyện quân đội và khoan thứ cho việc truyền đạo Công giáo tại Việt Nam. Về đối nội, nước Việt thời Gia Long thuế khóa và lao dịch quá nặng nên khiến người dân cực khổ bất bình. Chỉ trong 18 năm đã có khoảng 90 cuộc khởi nghĩa nổ ra trên cả nước. Vua Gia Long xóa bỏ các cải cách tiến bộ của triều Tây Sơn để thay bằng việc áp dụng các chính sách cai trị phong kiến bảo thủ như cấm thương nhân người Việt buôn bán với ngoại quốc, soạn Hoàng Triều Luật Lệ, còn gọi là Luật Gia Long, gần như chép nguyên mẫu từ luật của nhà Thanh, Trung Quốc, khắc nghiệt và lạc hậu so với bộ luật Hồng Đức của nhà Hậu Lê. Lương Đức Thiệp nhận xét rằng việc Nguyễn Ánh thi hành chính sách bảo thủ, xóa bỏ các cải cách tiến bộ của triều Tây Sơn đã khiến cho dân tộc Việt Nam vẫn cứ đứng lì trên một nấc tiến hóa với cái kỹ thuật canh tác không thay đổi. Các chính sách này là nguyên nhân khiến nước Việt thời nhà Nguyễn dần trở nên trì trệ, lạc hậu, không thích ứng kịp với thời đại mới và bị đế quốc Pháp xâm chiếm vào nửa thế kỷ sau. Hòa ước Giáp Tuất 1874 có hai nội dung chính. Triều đình công nhận Nam Kỳ là thuộc địa của Pháp. Pháp đồng ý trao trả Hà Nội và các tỉnh đã bị chiếm ở Bắc Kỳ cho triều đình Huế. Điều mâu thuẫn trong hiệp ước này là một mặt Pháp công nhận sự độc lập của Việt Nam đối với các nước khác, nhưng đồng thời lại đòi chính sách ngoại giao của Việt Nam phải thích ứng với chính sách ngoại giao của Pháp. Ở thời điểm này, Pháp vừa mới thoát khỏi cuộc chiến Pháp Phổ, nên không coi đó là thời cơ thuận lợi cho một cuộc viễn chinh lâu dài. Vì thế, Pháp đồng ý hòa giải, nhưng vẫn giữ cho mình một vài cớ để can thiệp về sau này. Nội dung hiệp ước. Điều 1. Sẽ có hòa bình hữu nghị và bền vững giữa nước Pháp và Vương quốc An Nam. Điều 2.
Tổng thống Cộng hòa Pháp thừa nhận quyền lực của vua An Nam và quyền độc lập hoàn toàn đối với bất kỳ một thế lực ngoại bang nào, tuyên hứa viện trợ, giúp đỡ và là chỗ nương tựa cần thiết của nhà vua nếu được yêu cầu mà không phải chịu một phí tổn nào, để duy trì nền hòa bình trên khắp các vùng đất nước, để chống trả bất cứ một sự tấn công nào và để dẹp bỏ tình trạng cướp bóc đang quấy phá một phần vùng biển của vương quốc. Điều 3. Để đáp ứng lại sự bảo hộ này, Đức Hoàng thượng, tức vua An Nam, thỏa thuận phù hợp chính sách ngoại giao của mình với chính sách ngoại giao của nước Pháp và không có gì thay đổi với những mối liên hệ ngoại giao hiện có của Đức Vua. Sự giao ước chính trị này không áp dụng vào bản thương ước. Tuy nhiên, trong bất cứ trường hợp nào, Đức Hoàng thượng vua nước An Nam có thể ký kết thương ước với bất cứ một quốc gia nào khác không phù hợp với thương ước đã được ký kết giữa nước Pháp và Vương quốc An Nam mà không báo cho chính phủ của nước Pháp. Điều 4. Tổng thống Cộng hòa Pháp cam kết tặng Hoàng thượng vua nước An Nam 5 chiếc tàu chạy máy hơi nước tổng cộng là 500 mã lực trong tình trạng toàn hảo về mặt máy móc và bồn đun nước sôi, cùng với súng ống đạn dược và đồ phụ tùng đúng như chế độ quân sự quy định. 100 khẩu trọng pháo loại 7mm và 160mm với 200 viên đạn cho mỗi khẩu súng, 1.000 khẩu súng và 500.000 viên đạn. Tàu và súng ống đạn dược sẽ được chở tới Nam Kỳ và chuyển giao trong thời hạn tối đa là 1 năm kể từ ngày trao đổi hòa ước đã được hai phía chuẩn phê. Ngài Tổng thống Cộng hòa Pháp Quốc cũng cam kết rằng đặt dưới quyền sử dụng của Đức Vua những huấn luyện viên quân sự và hải quân đủ số cần thiết để tái lập quân đội và hạm đội của Hoàng thượng, những kỹ sư và trưởng xưởng để điều hành những công trình do Đức Hoàng thượng đề xướng, những chuyên viên tài chính để tổ chức các cơ cấu thuế khóa và hải quan trong vương quốc, những giáo sư để thành lập một trường đại học ở Huế. Ngài Tổng thống cũng cam kết cung ứng cho Đức Vua những tàu chiến, súng ống đạn dược cần thiết. Tiền lương trả công cho các dịch vụ như vậy sẽ được ấn định bởi sự thỏa thuận của hai phái đoàn cao cấp ký giao ước. Điều 5. Đức Hoàng thượng vua nước An Nam công nhận chủ quyền toàn vẹn của nước Pháp trên các vùng lãnh thổ do nước Pháp hiện đang chiếm giữ và bao gồm trong các ranh giới sau. Về phía đông, vùng biển Trung Quốc và Vương quốc An Nam, tỉnh Bình Thuận. Về phía tây, vịnh Xiêm La. Về phía nam, vùng biển Trung Quốc. Về phía bắc, Vương quốc Campuchia và Vương quốc An Nam, tỉnh Bình Thuận. 11 ngôi mộ của họ Phạm trong lãnh vực làng Tân Niên Đông và Tân Quan Đông, tỉnh Sài Gòn, và 3 ngôi mộ của họ Hồ trong lãnh vực làng Linh Trung Tây và Tân Mai, tỉnh Biên Hòa, không được bốc mộ, đào xới, xâm phạm hay đập phá. Sẽ cấp một lô đất rộng 100 mẫu cho các ngôi mộ họ Phạm và một lô tương đương như thế cho nhà họ Hồ. Hoa lợi thu được trên các lô đất này được dùng để gìn giữ và bảo toàn các ngôi mộ và chu cấp các gia đình lo việc trông nom các phần mộ. Các lô đất được miễn các thứ thuế và những người trong dòng họ Phạm, họ Hồ cũng sẽ được miễn thuế thân khỏi thi hành quân dịch hay đi dân công. Điều 6. Nước Nam miễn phí cho Đức Vua không phải trả những phần tiền chiến phí cũ còn thiếu. Điều 7. Đức Hoàng thượng cam kết một cách chính thức qua trung gian chuyển giao của chính phủ Pháp trả nợ số tiền chiến phí còn thiếu của nước Tây Ban Nha là 1 triệu đồng đô la, hối suất 0,72 lượng bạc cho mỗi đô la và hoàn trả số nợ này bằng cách lấy phân nửa số thu nhập các thuế quan đánh trên bất cứ mặt hàng hóa nào trên các bến cảng được mở ra cho Đức Hoàng thượng, cam kết một cách chính thức qua trung gian chuyển giao cho chính phủ Pháp trả nợ số tiền chiến phí còn thiếu nước Tây Ban Nha là 1 triệu đồng đô la, hối suất 0,72 lượng bạc cho mỗi đồng đô la và hoàn trả số nợ này bằng cách lấy phân nửa số thu nhập các thuế quan đánh trên bất cứ mặt hàng hóa nào trên các bến cảng được mở ra cho những người Âu, Mỹ.
số tiền thu được mỗi năm nộp vào kho bạc ở Sài Gòn để trả cho chính phủ Tây Ban Nha, lập biên nhận gửi cho chính phủ An Nam. Điều 8. Tổng thống Cộng hòa Pháp và Hoàng thượng Đức Vua ban bố đại xá trọn vẹn và giải trừ tất cả mọi sai áp cầm giữ trên các tài sản của những công dân nước mình từ trước cho đến khi hai bên ký kết hòa ước, vì họ có dính líu hợp tác với phía bên này hay phía bên kia. Điều 9. Nhận biết rằng đạo Gia Tô truyền dạy con người theo đàng lành, Hoàng thượng Đức Vua từ bỏ và chống lại mọi sự ngăn cấm nhằm mục đích chống đạo này và cho phép thần dân của Hoàng thượng theo đạo và truyền đạo một cách tự do. Vì vậy, những tín đồ Gia Tô giáo của Vương quốc An Nam sẽ có thể tụ hội tại các nhà thờ với một số lượng có giới hạn để hành lễ đọc kinh. Các tín đồ sẽ không bị ép buộc dưới bất cứ một lý do nào để phải thi hành những điều trái với đạo giáo của họ hoặc là phải chịu một sự kiểm tra đặc biệt nào. Họ sẽ được tham dự các kỳ thi tuyển và làm việc nơi các công sở mà không vì thế phải thi hành bất cứ một điều gì mà đạo cấm đoán. Hoàng thượng thỏa thuận bãi bỏ việc đăng ký tình trạng phân bổ số tín hữu Gia Tô đã được thi hành từ 15 năm trước đây và sẽ được đối xử giống như những thần dân khác trong vấn đề kiểm kê dân số và thuế má. Hoàng thượng cũng thỏa thuận xét lại vấn đề quốc phòng một cách khôn khéo trong cách dùng văn tự hay ngôn ngữ, những lời lẽ va chạm tôn giáo và sửa đổi những điều khoản trong bản thập điều có dùng những lời lẽ va chạm như thế. Những giáo sĩ giám mục và các người thừa sai có thể nhập cảnh tự do vào vương quốc và lui tới các địa phận truyền giáo của họ với một giấy thông hành do Thống đốc Nam Kỳ hạ phân cấp được chiếu khán bởi Thượng thư Bộ Lễ hay của Tổng đốc tỉnh thành. Họ có thể thuyết giảng mọi nơi các giáo điều của đạo Gia Tô. Họ không phải bị đặt dưới một sự giám sát đặc biệt nào và các làng mạc cũng không còn phải bắt buộc báo trình lên chức quan của triều đình về việc tới lui và sự hiện diện của họ. Các hàng giáo sĩ người An Nam sẽ được hành đạo một cách tự do giống như những người thừa sai bề trên của họ, nếu hạnh kiểm của họ đáng quở trách và nếu theo luật pháp hiện hành mà tội phạm của họ được xếp vào hàng khinh tội bị phạt bằng trượng hay bằng roi thì hình phạt trượng hay roi sẽ được cải giảm bằng một hình phạt tương đương. Các hàng giáo sĩ giám mục, các người của hội thừa sai, các linh mục người An Nam sẽ được quyền mua, thuê đất cát và nhà cửa, xây cất nhà thờ, bệnh xá, trường học, nhà mồ côi và tất cả những tiện nghi khác để dùng trong việc phụng sự tôn giáo của họ. Tài sản do họ tạo dựng để phục vụ tôn giáo hiện đang bị sái áp sẽ được trao trả lại cho họ. Tất cả những điều kê khai ở trên, nếu không có ngoại lệ thì cũng áp dụng cho những người thuộc hội thừa sai Tây Ban Nha. Sau khi hòa ước được hai bên chuẩn phê, Đức Vua sẽ ban một chỉ dụ truyền giao khắp công chúng rằng quyền tự do đã được Hoàng thượng ban cho các tín đồ Gia Tô của Vương quốc. Điều 10. Triều đình An Nam có thể mở một trường cao đẳng ở Sài Gòn, đặt dưới quyền giám thị của Giám đốc Nha Nội vụ và chương trình dạy học của trường ấy không có điều gì đi ngược với đạo lý và sự thi hành quyền lực của người Pháp được mang ra giảng dạy. Tự do tín ngưỡng được áp dụng nơi trường đó. Trong trường hợp có sự vi phạm, người thầy dạy học vi phạm những điều quy định sẽ bị tống khứ khỏi nơi xứ sở của đương sự. Và hơn nữa, nếu trường hợp trầm trọng, trường cao đẳng có thể bị đóng cửa. Điều 11. Triều đình An Nam thỏa thuận mở các thương cảng ở Thị Nại trong tỉnh Bình Định, ở Ninh Hải trong tỉnh Hải Dương, tỉnh thành Hà Nội và đường thủy vận sông Nhĩ Hà từ đường biển lên tới tỉnh Vân Nam. Một thỏa ước bổ túc cho bản hòa ước cùng có hiệu lực chấp hành như bản hòa ước sẽ ấn định các điều kiện chấp hành cho việc thông thương. Thương cảng Ninh Hải, Hà Nội và đường thủy vận chuyển tiếp sẽ được thông thương liền ngay sau khi hai bên ký chuẩn phê hoặc sớm hơn nếu có thể được. Thương cảng Thị Nại sẽ được thông thương trong vòng một năm sau. Các thương cảng hoặc các đường thủy vận khác có thể được thông thương sớm hơn tùy số lượng và mức quan trọng của tình hình giao thông hiện hữu
đòi hỏi cần phải như thế. Điều 12. Người Pháp hay người gốc An Nam và những người ngoại quốc nói chung, nếu tuân hành luật của xứ sở thì có thể gây dựng sở hữu và tự quyết định một cách tự do đối với tất cả những công cuộc làm ăn buôn bán và kỹ nghệ nơi các tỉnh thành đã được đề cập ở trên. Chính phủ của Hoàng thượng sẽ tùy theo trường hợp mà cắt đặt đất đai cần thiết cho công cuộc thiết đặt cơ sở của họ. Họ cũng sẽ có thể vận hành và buôn bán trên lưu vực sông Nhĩ Hà từ ngoài biển cho đến tỉnh Vân Nam bằng cách chịu nộp thuế theo luật pháp ấn định và với điều kiện là họ không được thực hiện những dịch vụ buôn bán dọc trên lưu vực sông này khoanh từ biển vào tới Hà Nội và từ Hà Nội đến biên giới Trung Quốc. Họ có thể tự do tuyển chọn và thuê mướn những người mại bản, thông ngôn, nhà văn, thợ thuyền, thủy thủ và người làm mướn việc nhà. Điều 13. Tại mỗi cửa thương khẩu đã được mở, nước Pháp sẽ cử nhiệm một tòa lãnh sự hoặc một cơ quan trợ tá có thẩm quyền đầy đủ với thành phần nhân sự không quá 100 người để gìn giữ an ninh và bảo vệ uy quyền của tòa lãnh sự, để thi hành nhiệm vụ cảnh sát đối với những người ngoại quốc cho đến khi tất cả mọi lo âu về mặt này không còn nữa, nhờ ở việc thiết đặt những mối liên hệ tốt đẹp qua sự thi hành hòa ước một cách trung chính. Điều 14. Về phía thần dân của Hoàng thượng, họ có thể tự do lưu thông, cư trú, sở hữu và buôn bán ở nước Pháp và tại những lãnh thổ thuộc địa của Pháp đúng như luật lệ. Để bảo đảm cho họ được che chở bảo vệ, Hoàng thượng có thể tùy ý cắt cử những nhân viên tới cư trú ở các thương cảng hay tỉnh thành do Hoàng thượng chọn lựa. Điều 15. Công dân Pháp, Âu Châu, Nam Kỳ Hạ hay những công dân ngoại quốc khác muốn sinh sống tại các vùng chọn lựa vừa kể ở trên thì các đương sự phải đăng ký tại cơ quan trú xứ Pháp để nơi đây thông báo chính quyền sở tại. Thần dân của An Nam muốn sinh sống trên lãnh thổ của Pháp cũng phải tuân theo cùng một quy định như vậy. Những công dân nước Pháp hay của những nước ngoài muốn du lịch trong nước sẽ được chấp nhận nếu các đương sự được cấp phát một số thông hành từ một cơ quan đại diện của Pháp và có sự đồng ý cùng sự kiểm thị của các chức quyền An Nam. Các đương sự không được buôn bán, nếu vi phạm, hàng hóa sẽ bị tịch thu. Cách đi lại du lịch như thế gặp nhiều nguy hiểm vì tình trạng của đất nước hiện nay, những khách ngoại quốc chỉ có thể đi thưởng ngoạn khi mà chính quyền An Nam với sự đồng ý của cơ quan trú xứ Pháp ở Huế nhận định rằng tình hình đất nước đã khá ổn định. Những chuyến du hành trong nước của các công dân người Pháp mang tính chất tìm tòi nghiên cứu thì cũng phải khai trình du hành dưới danh nghĩa này. Các đương sự sẽ được chính quyền che chở và cung cấp thông hành cần thiết, được giúp đỡ để chu toàn công tác và chương trình nghiên cứu. Điều 16. Tất cả những việc tranh tụng giữa công dân Pháp với nhau hoặc giữa người Pháp với người ngoại quốc khác sẽ được phân xử bởi trú xứ Pháp. Khi người Pháp hoặc người ngoại quốc khác có việc tranh tụng với người An Nam thì hoặc là điều gì khiếu nại hoặc đòi hỏi thì các nguyên đơn trước hết phải làm đơn trình lên trú xứ để cố gắng dàn xếp một cách ổn thỏa. Nếu việc dàn xếp xử lý không ổn thỏa thì trú xứ sẽ nhờ đến sự trợ tá của một quan án sát An Nam để giải quyết vụ tranh tụng. Viên trú xứ và quan án sát cả hai cùng nhau cứu xét vụ tranh tụng theo luật lệ mà phán xử thỏa đáng. Thủ tục cũng áp dụng cho trường hợp tranh tụng giữa một người An Nam và một người Pháp hay với một người ngoại quốc. Nguyên đơn người An Nam sẽ gửi đơn lên quan án và nếu quan án này không thể dàn xếp thỏa đáng thì sẽ cùng viên quan trú xứ giải quyết việc tranh tụng. Tuy nhiên, mọi tranh tụng giữa người Pháp với nhau hay giữa người Pháp với một người ngoại quốc thì chỉ có viên trú xứ Pháp có thẩm quyền xét xử. Điều 17. Những vụ phạm pháp đại hình hay tiểu hình của những người Pháp hay của người đại quốc xảy ra trên lãnh thổ nước An Nam phải được trình báo và phán xử bởi các tòa án có thẩm quyền ở Sài Gòn.
khi có sự yêu cầu của viên chú xứ Pháp, các chức quyền địa phương phải dùng mọi nỗ lực để truy bắt tên hoặc bọn tội phạm và giải giao đến viên chú xứ. Khi một vụ phạm pháp đại hình hay tiểu hình của một thần dân An Nam xảy ra trên lãnh thổ của Pháp, quan lãnh sứ hoặc quan ủy viên của Hoàng thượng phải được thông báo một cách chính thức các thủ tục truy tố áp dụng với phạm nhân và trong khả năng đảm bảo rằng mọi hình thức luật định đã được tôn trọng đúng mức. Điều 18. Khi có kẻ bất lương phá rối hoặc cướp giật trên phần lãnh thổ của Pháp rồi chạy trốn sang lãnh thổ của An Nam, thì chức quyền địa phương khi được thông báo phải cố gắng truy lùng bắt kẻ phạm pháp để giải giao cho chức quyền Pháp. Cùng một thể thức, nếu những kẻ trộm, cướp hay phạm tội hình sự nào là thần dân của đức vua mà lại chạy sang ẩn náu trên phần lãnh thổ của Pháp, những kẻ đó phải được truy bắt ngay sau khi được thông báo và phải được giải giao về cho chức quyền bản xứ của đương sự. Điều 19. Trong trường hợp một người dân của nước Pháp hay của ngoại quốc qua đời trên lãnh thổ của An Nam hoặc là một người dân của nước An Nam qua đời trên lãnh thổ Pháp thì tài sản của người quá cố sẽ được giao trả cho những người thừa kế của họ. Nếu những người thừa kế vắng mặt thì viên chú xứ sẽ có nhiệm vụ gọi những người thừa kế luật định để chuyển giao. Điều 20. Để đảm bảo và tạo điều kiện dễ dàng cho việc thi hành các điều khoản và những quy định trên bản hiệp ước này, một năm sau kể từ ngày ký chuẩn phê, Ngài Tổng thống Cộng hòa Pháp Quốc sẽ bổ nhiệm một viên chú xứ ngang hàng với một quan thượng thư bên cạnh Hoàng thượng, Đức vua An Nam. Viên chú xứ có nhiệm vụ bảo toàn mối liên lạc hữu nghị giữa các thành viên cao cấp của hai bên đối ước và giám sát việc thi hành theo lương tâm các điều khoản của bản hòa ước. Đẳng trật của viên chú xứ này, những danh dự và quyền lợi mà đương sự được hưởng sẽ được ấn định sau này theo một thỏa thuận chung và trên một nền tảng hỗ tương hoàn toàn giữa hai bên đối ước. Hoàng thượng Đức vua An Nam có quyền bổ nhiệm các chú xứ ở Paris và ở Sài Gòn. Tất cả các loại chi phí dùng cho nhiệm kỳ phục vụ của những chú xứ này bên cạnh chính phủ đồng minh của mình sẽ do chính phủ của mỗi bên đương sự đài thọ. Điều 21. Hòa ước này thay thế hòa ước năm 1862 và chính phủ Pháp có trách nhiệm tìm kiếm sự đồng thuận của chính phủ Tây Ban Nha. Trong trường hợp chính phủ Tây Ban Nha không chấp nhận những sự thay đổi để thay thế hòa ước 1862 thì hòa ước này chỉ có hiệu lực giữa nước Pháp và nước An Nam mà thôi, và những điều ước cũ có liên hệ với Tây Ban Nha vẫn còn hiệu lực chấp hành. Trong trường hợp này, nước Pháp sẽ đảm nhận việc trả tiền bồi thường chiến phí và sẽ thay thế vai trò chủ nợ của Tây Ban Nha đối với con nợ là nước An Nam, để được hoàn trả đúng theo những quy định nơi điều thứ 7 của hòa ước hiện tại. Điều 22. Hòa ước này được thực hiện một cách vĩnh viễn, sẽ được chuẩn phê và nghi thức chuẩn phê sẽ được tổ chức và trao đổi tại Huế trong vòng thời hạn một năm hoặc sớm hơn nếu có thể được. Hòa ước sẽ được phát hành và có hiệu lực kể từ ngay sau khi trao đổi. Bởi các lẽ ấy, các quan khâm sai đã lần lượt ấn ký vào bản hòa ước này. Làm tại Sài Gòn, tại dinh thống đốc Nam Kỳ thuộc Pháp, làm thành 4 bản vào Chủ nhật ngày 15 tháng 3 năm 1874, tương ứng với ngày 27 tháng 1 âm lịch, niên hiệu Tự Đức thứ 27. Phó Đề Đốc Dupré, Lê Tuấn và Nguyễn Văn Tường. Đầu những năm 1880, tình hình Bắc Kỳ rất phức tạp khi Pháp chủ trương xâm lăng và tìm cách gây hấn. Năm 1882, Hà Nội thất thủ, Pháp chiếm toàn bộ châu thổ sông Hồng, các tỉnh Vân Nam, Quảng Đông, Quảng Tây của Trung Quốc được đặt trong tình trạng báo động. Nhà Thanh tăng cường phòng bị biên ải, đồng thời vượt biên giới vào Bắc Kỳ khi triều đình Huế gửi thư cầu viện. Dưới danh nghĩa giúp nhà Thanh, quân Tàu mở đầu cuộc chiến tranh Pháp-Thanh, có quân Việt tại các tỉnh Bắc Kỳ phối hợp với quân Thanh cùng đánh Pháp. Ngày 17 tháng 9 năm 1883, vua Tự Đức băng Hà
không có con với ngôi. Các quan phụ chính tranh nhau quyền lợi, khiến cho triều đình rối ren. Vua Dục Đức ở ngôi 3 ngày, từ 20 đến 23 tháng 7. Vua Hiệp Hòa ở ngôi 4 tháng, từ 30 tháng 7 đến 30 tháng 11. Lợi dụng tình thế lúng túng của vua tôi nhà Nguyễn, ngày 20 tháng 8 năm 1883, quân Pháp tấn công chiếm cửa Thuận An, khống chế cửa ngõ thủy lộ chính lên kinh đô Huế. Bị Pháp uy hiếp sát kinh thành, triều đình cử Nguyễn Trọng Hợp, thượng thư bộ lại ra Thuận An để điều đình với Pháp. Tổng ủy Jules Hamon ra tối hậu thư với nhiều yêu sách ngang ngược và khắc nghiệt, tổng cộng 27 điều khoản. Hamon ra hạn cho triều đình Huế phải trả lời trong 24 giờ đồng hồ, nếu không sẽ khai hỏa đánh lên kinh thành. Đế quốc An Nam, hoàng triều cùng các vương công, đại thần sẽ tự tuyên án tử hình cho chính mình. Cái tên Việt Nam sẽ bị xóa khỏi lịch sử. Triều đình Huế ký chấp nhận 27 điều khoản do Pháp đưa ra. Bản hòa ước được hai bên ký kết ngày 23 tháng 7 âm lịch, triều Hiệp Hòa, tức ngày 25 tháng 8 năm 1883, gọi là Hòa ước Quý Mùi hay là Hòa ước Hắc Mang. Lúc này ngoài Bắc, hai bên còn giao tranh, có viện quân của nhà Thanh vượt biên giới sang ngày càng đông. Trong triều, phụ chính Tôn Thất Thuyết bí mật phòng thủ đồn Tân Sở và sửa sang đường Thượng Đạo, ra Bắc hầu tìm cách chống cự lâu dài. Súng ống, đạn dược, lương nong và cả 1/3 kho bạc triều đình cũng được ngầm chuyển lên Tân Sở. Vì thế, Hòa ước Quý Mùi được cho là cách triều đình kéo dài thời gian đợi ngày phản công. Tuy vậy, hòa tức là hàng. Với những điều khoản của hòa ước này, nội dung chính là xác lập quyền bảo hộ lâu dài của Pháp trên toàn bộ Việt Nam, chính thức đánh dấu thời kỳ 1883-1945, toàn bộ Việt Nam trở thành thuộc địa của thực dân Pháp, thời kỳ Pháp thuộc. Hòa ước Quý Mùi có 27 khoản, theo sử gia Trần Trọng Kim tập trung trong 6 vấn đề chính. 1. Triều đình Huế công nhận sự bảo hộ của Pháp. Mặt ngoại giao kể cả việc giao thiệp với nước Tàu cũng phải có sự ưng thuận của Pháp. 2. Nam Kỳ là xứ thuộc địa từ năm 1874, nay được mở rộng, gồm cả tỉnh Bình Thuận, thay vì Bình Thuận thuộc Trung Kỳ. 3. Pháp có quyền đóng quân ở Đèo Ngang và cửa Thuận An. 4. Trung Kỳ, tức các tỉnh từ Khánh Hòa ra đến Đèo Ngang, thuộc triều đình Huế, cắt 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh nhập vào Bắc Kỳ. 5. Khâm sứ Pháp ở Huế có quyền ra vào tự do yết kiến vua. 6. Ở Bắc Kỳ, gồm cả 3 tỉnh Thanh, Nghệ, Tĩnh, Pháp có quyền đặt công sứ ở các tỉnh để kiểm soát quan Việt, nhưng đại để việc nội trị không bị ảnh hưởng. Hòa ước Giáp Thân 1884, hay còn gọi là Hiệp ước Paternot, là hòa ước cuối cùng của nhà Nguyễn ký với thực dân Pháp vào ngày 6 tháng 6 năm 1884 tại kinh đô Huế, gồm 19 điều khoản. Đại diện nhà Nguyễn là Phạm Thận Duật, toàn quyền đại thần, Tôn Thất Phan, phó toàn quyền đại thần, Nguyễn Văn Tường, phụ chính đại thần, và đại diện của Pháp là Jules Paternot, sứ thần Cộng hòa Pháp. Nội dung: Chính phủ nước Cộng hòa Pháp và chính phủ của Đức vua An Nam muốn giữ cho không bao giờ còn tái diễn những chuyện phức tạp khó khăn như vừa mới xảy ra, và với nguyện vọng của mình đã quyết định ký một bản hiệp ước hướng về mục đích nói trên và đã cử những đại diện toàn quyền của mình như sau: Đại diện Cộng hòa Pháp, Bộ trưởng Jules Paternot, đặc phái viên và đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Cộng hòa Pháp tại Bắc Kinh, và đại diện Hoàng đế An Nam, nhiếp chính Nguyễn Văn Tường, đệ nhất phụ chính đại thần, Lại Bộ Thượng Thư Phạm Thận Duật, Hộ Bộ Thượng Thư và Tôn Thất Phán,
phụ trách ngoại giao, quyền công bộ thượng thư. Những vị này sau khi đã trao đổi ủy nhiệm thư đúng phép tắc lễ nghi đã thỏa thuận với nhau về những điều khoản sau đây. Điều 1. Nước An Nam thừa nhận và chấp thuận nền bảo hộ của nước Pháp. Nước Pháp sẽ đại diện cho nước An Nam trên mọi quan hệ ngoại giao. Những người dân An Nam nằm ở nước ngoài đều đặt dưới quyền bảo hộ của nước Pháp. Điều 2. Một lực lượng quân sự Pháp sẽ chiếm đóng cửa Thuận An lâu dài, mọi đồn lũy và công trình quân sự dọc theo bờ sông Huế, sông Hương sẽ bị san bằng. Điều 3. Các quan chức An Nam tiếp tục nắm quyền cai trị các tỉnh nằm giữa ranh giới của xứ Nam Kỳ cho đến ranh giới tỉnh Ninh Bình, ngoại trừ các vấn đề hải quan, công chánh, và nói chung bất kỳ dịch vụ đòi hỏi phải có sự chỉ đạo thống nhất hoặc phải sử dụng các kỹ sư, nhân viên người châu Âu. Điều 4. Trong những giới hạn đã chỉ rõ trên đây, chính phủ An Nam sẽ cho phép mở cửa cho việc buôn bán với mọi quốc gia tại các cảng Turan, Quy Nhơn, Đà Nẵng và Xuân Đài. Những cảng khác có thể được mở cửa thêm trong tương lai, sau khi đã có một sự thỏa thuận trước giữa hai bên. Chính phủ Pháp sẽ đặt tại đó những nhân viên dưới quyền của viên công sứ Pháp tại Huế. Điều 5. Một công sứ toàn quyền, khác với viên công sứ Huế đại diện cho chính phủ Pháp, sẽ chủ trì những quan hệ ngoại giao của nước An Nam và phụ trách điều hành công việc thường ngày của bộ máy bảo hộ mà không nhúng tay vào công việc hành chính địa phương của các tỉnh nằm trong những giới hạn quy định trong điều 3. Viên công sứ toàn quyền sẽ ở trong nội thành Huế với một đội quân tùy tùng. Viên công sứ toàn quyền sẽ có quyền lợi kiến cá nhân và không chính thức đối với Đức vua An Nam, sau này gọi là khâm sứ Trung Kỳ. Điều 6. Tại Bắc Kỳ, những công sứ hoặc phó sứ sẽ được chính phủ Cộng Hòa đặt tại những tỉnh lỵ nào mà xét thấy sự có mặt của họ sẽ bổ ích. Họ sẽ được đặt dưới quyền của viên công sứ toàn quyền. Họ sẽ đóng trong một thành và trong mọi trường hợp, ngay trong phạm vi dành cho các quan. Nếu cần, họ sẽ được cấp một đội quân tùy tùng Pháp hoặc An Nam. Điều 7. Các công sứ sẽ tránh không tham dự vào các công việc hành chánh nội bộ các tỉnh. Các quan chức An Nam mọi ngạch sẽ tiếp tục cai trị và điều hành công việc dưới sự kiểm soát của các viên công sứ. Nhưng khi có yêu cầu của các nhà chức trách Pháp thì họ sẽ bị cách chức. Điều 8. Các công chức và nhân viên người Pháp ở mọi ngạch chỉ được liên hệ với các quan chức An Nam qua trung gian các công sứ. Điều 9. Một đường dây điện tín sẽ được bắc từ Sài Gòn ra Hà Nội và khai thác bởi những nhân viên người Pháp. Một phần các lệ phí thu được sẽ chuyển cho chánh phủ An Nam. Đáp lại, chánh phủ An Nam sẽ cấp cho những đất đai cần thiết để xây dựng những trạm điện tín. Điều 10. Tại Trung Kỳ, cũng như Bắc Kỳ, tất cả những người nước ngoài thuộc bất cứ quốc tịch nào cũng đều đặt dưới quyền tài phán của người Pháp. Các nhà chức trách Pháp sẽ quyết định căn cứ trên những tranh chấp, bất cứ là loại nào sẽ xảy ra giữa người An Nam và người nước ngoài, cũng như giữa người nước ngoài với nhau. Điều 11. Tại Trung Kỳ, các quan bố chánh sẽ thu thuế cũ dưới sự kiểm soát của các quan chức Pháp cho triều đình Huế. Tại Bắc Kỳ, các công sứ với sự cộng tác của các quan bố chánh sẽ tập trung cũng một công việc thuế ấy, và họ sẽ kiểm soát cả hai mặt thu và chi. Một tiểu ban gồm công chức Pháp và Nam sẽ ấn định những số tiền dành cho các ngành hành chính sự nghiệp khác nhau và cho các công trình công cộng. Phần còn lại sẽ nộp vào ngân khố của triều đình Huế. Điều 12. Trên toàn cõi đất nước, công tác thuế quan được tổ chức lại sẽ hoàn toàn giao phó cho các nhà cai trị Pháp. Chỉ có thuế quan cửa biển và cửa khẩu biên giới đặt bất cứ nơi nào cảm thấy cần, sẽ không chấp nhận bất cứ một khiếu nại nào liên quan đến những biện pháp mà các nhà chức trách quân sự đã thi hành về mặt thuế quan.
các luật lệ và quy chế liên quan đến những thuế gián tiếp, đến chế độ bảng giá, thuế quan và chế độ y tế của Nam Kỳ sẽ được áp dụng cho cả lãnh thổ Trung Kỳ và Bắc Kỳ. Điều 13. Các công dân hay dân bảo hộ của nước Pháp đều có thể đi lại tự do, buôn bán, tạo sự mua bán và sử dụng tùy ý những động sản và bất động sản trên toàn cõi Bắc Kỳ và trong các cảng mở cửa của Trung Kỳ. Đức vua An Nam xác nhận bằng văn bản những cam kết đã được quy định bởi Hiệp ước 15 tháng 3 năm 1874 vì quyền lợi của các giáo sĩ và giáo dân. Điều 14. Những người muốn đi du lịch đó đây trong nội địa nước An Nam chỉ có thể được cấp giấy phép qua sự trung gian của khâm sứ tại Huế hoặc chánh phủ Nam Kỳ. Các nhà đương cục đó sẽ cấp giấy phép thông hành cho họ. Giấy thông hành phải được trình với chính phủ Việt Nam để được đóng dấu thị thực. Điều 15. Nước Pháp cam kết từ đây sẽ bảo đảm sự nguyên vẹn lãnh thổ của Đức vua An Nam, bảo vệ Đức vua chống lại những cuộc tấn công từ bên ngoài và những vụ nổi loạn bên trong. Hướng vào mục đích đó, các nhà chức trách Pháp có thể chiếm đóng quân sự trên lãnh thổ Trung Kỳ và Bắc Kỳ, những địa điểm xét thấy cần thiết cho sự thực thi chế độ bảo hộ. Điều 16. Đức vua An Nam sẽ tiếp tục lãnh đạo công cuộc nội trị của đất nước như cũ, trừ những hạn chế quy định trong bản hiệp ước này. Điều 17. Những món nợ hiện nay An Nam còn nợ Pháp sẽ được giải quyết bằng những đợt thanh toán theo hình thức cụ thể sẽ được quy định sau. Đức vua An Nam sẽ không được ký kết một sự vay mượn nào của nước ngoài nếu không được phép của chánh phủ Pháp. Điều 18. Những cuộc hội nghị sau này sẽ ấn định giới hạn của các cảng mở cửa và những khu đất nhượng cho nước Pháp trong những cảng này, việc xây dựng các hải cảng trên bờ biển Trung Kỳ và Bắc Kỳ, chế độ và việc khai thác mỏ, chế độ tiền tệ, phần tỷ lệ dành cho chính phủ An Nam trên tổng số thu nhập về quan thuế, về các ty, về các phí điện tín và về những khoản thu nhập khác, không nói đến trong điều 2 của hiệp ước này. Hiệp ước này sẽ đệ trình lên Chủ tịch nước Cộng hòa Pháp và Quốc vương An Nam phê chuẩn và việc trao đổi phê chuẩn sẽ được tiến hành càng sớm càng hay. Điều 19. Hiệp ước này sẽ thay thế cho các hiệp ước ngày 15 tháng 3, 31 tháng 8 và 23 tháng 11 năm 1864. Trường hợp có tranh chấp thì chỉ văn bản bằng tiếng Pháp là có giá trị thực tế. Để làm tin, các đại diện toàn quyền hai bên đã ký và đóng dấu của mình vào bản hiệp ước này, làm tại Huế thành hai bản ngày 6 tháng 6 năm 1884. Thưa quý vị và các bạn, ngược dòng thời gian 100 năm về trước, vào cuối năm 1783, Nguyễn Ánh giao cho Bá Đa Lộc vai trò sứ giả đặc biệt của vua Nam Hà với một tờ quốc thư 14 khoản cầu viện Pháp và quốc ấn để vị giám mục này được toàn quyền thay mặt Nguyễn Ánh sang Pháp cầu viện triều đình vua Louis thứ 16. Bá Đa Lộc và các tướng Phạm Văn Nhơn, Nguyễn Văn Liêm mang theo con cả của Nguyễn Ánh là Nguyễn Phúc Cảnh làm con tin. Năm 1784, đoàn thuyền của Bá Đa Lộc rời Việt Nam bị kẹt ở Pondicherry, Ấn Độ thuộc Pháp. Họ tới hải cảng Lorient ở Pháp vào tháng 2 năm 1787. Đầu tháng 5 năm 1787, Bá Đa Lộc cùng Hoàng tử Cảnh mới được tiếp kiến vua Louis thứ 16. Ngày 28 tháng 11 năm 1787, tại cung điện Versailles, Thượng thư Bộ Ngoại giao Pháp là Armand-Marc, bá tước de Montmorin, thay mặt vua Pháp ký với đại diện của Nguyễn Ánh là giám mục Bá Đa Lộc bản hiệp ước tương trợ tấn công và phòng thủ, thường gọi là hiệp ước Versailles. Đại lược nói rằng, một, vua nước Pháp thuận giúp cho Nguyễn Vương 4 chiếc tàu chiến và một đạo binh, 1.200 lục quân, 200 pháo binh, 250 hắc binh ở châu Phi
và đủ các thứ súng ống đạn dược. 2. Vì vua nước Pháp có lòng giúp như thế, Nguyễn Vương phải nhường đất cho Pháp cửa Hội An và đảo Côn Lôn. Nguyễn Vương phải để cho người nước Pháp ra vào buôn bán tự do ở trong nước. Ngoài ra, không cho người nước nào ở Âu Châu sang buôn bán ở nước Nam nữa. 4. Khi nào nước Pháp có cần đến lính thủy, lính bộ, lương thực, tàu bè ở phương Đông, thì Nguyễn Vương phải ứng biện cho đủ giúp nước Pháp. 5. Khi Nguyễn Vương đã khôi phục được nước rồi, thì phải cứ mỗi năm làm một chiếc tàu y như tàu của nước Pháp đã cho sang giúp để đem sang trả Pháp Hoàng. Do nước Pháp sau đó gặp nhiều biến cố và cũng không quan tâm đến câu chuyện ở xứ An Nam xa xôi này, cho nên hiệp ước đã không được Pháp thực hiện bất cứ khoản nào. Vì thế, về mặt pháp lý có thể nói nó chỉ là nguyện vọng của Nguyễn Ánh, không có giá trị pháp lý. Tuy nhiên, Bá Đa Lộc bằng uy tín và cố gắng cá nhân đã kêu gọi quyên góp từ các thương gia có mưu đồ đặt cơ sở buôn bán ở Đại Việt, cùng với số tiền 15.000 franc Pháp của gia đình cho, mua súng đạn và tàu chiến. Tháng 7, Bá Đa Lộc cùng Hoàng Tử Cảnh về đến Gia Định. Các hoạt động quyên góp tiền sau này hay xây dựng sửa sang thành Gia Định, Vĩnh Long, Châu Đốc, Hà Tiên, Biên Hòa, Bà Rịa, huấn luyện cơ đội pháo thủ, tổ chức bộ binh và rèn luyện tập binh lính theo lối châu Âu, trung gian mua tàu chiến và vũ khí đều có sự góp sức của những người Pháp mà do Bá Đa Lộc chiêu mộ kêu gọi. Việc củng cố Gia Định cộng thêm sự giúp đỡ của người Pháp đã giúp cho thế lực của Nguyễn Ánh ngày càng mạnh, có thể đối đầu với Tây Sơn. Sau này, người Pháp đã cố ý biến sự giúp đỡ này của cá nhân Bá Đa Lộc thành của nước Pháp trong những đòi hỏi phi lý đối với triều đình nhà Nguyễn. Cùng với súng đạn của Pháp, sự nhu nhược yếu hèn của triều đình Nguyễn, tham vọng của Pháp cuối cùng đã thực hiện được. Có thể nói, ban đầu người Pháp không có sự quan tâm tới một nước Nam nhỏ bé xa xôi. Cách bản đề nghị 14 khoản của Nguyễn Ánh không gây một sự chú ý nào. Nhưng sự giúp đỡ của Bá Đa Lộc đối với nhà Nguyễn đã khiến Đại Nam phải trả giá đắt. Các đời vua Nguyễn trong hàng trăm năm trị vì ngồi trên ngôi báu nhưng thực sự chỉ là những con rồng tre như Nguyễn Ái Quốc từng so sánh. Cơ sở 14 khoản mà Nguyễn Ánh đặt ra đã được con cháu thực hiện rất tốt sau 97 năm bằng 19 khoản bàn giao hoàn toàn đất nước cho Đại Pháp Quốc. Người nước Đại Nam trở thành An Nam, từ vua quan đến dân thường. Không phải lo lắng nghĩ suy gì nữa. Đã có mẫu quốc Đại Pháp chở che bằng một nền văn minh phương Tây rực rỡ. Và vì quá tận tụy với nhiệm vụ bảo hộ nhân ái của mình, nên mẫu quốc đã quên mất việc mượn đường đánh Thanh như nhiệm vụ mà một ông nghị nào đó đã nghiên cứu khai quật được ở một tư liệu quý hiếm nào đó. Ngay từ khi thực dân Pháp bắt đầu xâm lược nước ta năm 1858, và dưới ách thống trị của chúng ngót một thế kỷ, nhân dân ta đã liên tiếp vùng dậy, cầm vũ khí để giải phóng dân tộc. Chúng ta sẽ cùng điểm qua một số cuộc khởi nghĩa lớn chống Pháp trước khi Đảng Cộng sản Đông Dương ra đời. Khởi nghĩa Trương Định 1859-1864. Trương Định hay Trương Công Định, Trương Đăng Định là võ quan nhà Nguyễn. Năm 1859, thực dân Pháp chiếm thành Gia Định. Trương Định tổ chức nghĩa quân chống giặc ở Gò Công, Tân An, được triều đình Huế giao chức lãnh binh. Năm 1862, vua quan nhà Nguyễn hàng giặc bằng hòa ước Nhâm Tuất, ra lệnh giải binh, nhưng Trương Định vẫn lãnh đạo nghĩa quân kháng chiến, được nhân dân suy tôn là Bình Tây Đại Nguyên Soái. Ngày 20 tháng 8 năm 1864, Trương Định bị thương nặng, đã rút gươm tự sát. Con trai là Trương Quyền tiếp tục chiến đấu đến năm 1867. Khởi nghĩa Nguyễn Trung Trực 1861
1868. Năm 1861, Nguyễn Trung Trực, tức Nguyễn Văn Lịch, nổi dậy ở Tân An, chỉ huy nghĩa quân đốt cháy tàu Hy Vọng của giặc trên sông Vàm Cỏ Đông vào tháng 12, rồi lập căn cứ kiên trì chống giặc khắp vùng Rạch Giá, Hà Tiên và đảo Phú Quốc. Năm 1868, bị giặc bắt và đưa đi hành hình, ông đã hiên ngang, nói thẳng vào mặt chúng: bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người nước Nam đánh giặc Tây. Khởi nghĩa Ba Đình 1886-1887. Năm 1886, Đinh Công Tráng cùng một số văn thân thổ hào yêu nước là Phạm Bành, Nguyễn Khế, Hà Văn Mao, Cầm Bá Thước lập chiến khu ở Ba Đình, Nga Sơn, Thanh Hóa, tổ chức chống giặc, gây cho chúng nhiều thiệt hại. Năm 1887, cuộc khởi nghĩa thất bại. Khởi nghĩa Bãi Sậy 1885-1889. Nguyễn Thiện Thuật dựng cờ khởi nghĩa, lập căn cứ kháng chiến ở Bãi Sậy, thuộc hai huyện Văn Giang và Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, kiên trì lối đánh du kích, tiêu hao sinh lực địch. Đến năm 1889, cuộc khởi nghĩa bị dập tắt. Khởi nghĩa Hùng Lĩnh 1886-1892. Tống Duy Tân cùng với Cao Điền dựng cờ khởi nghĩa ở Hùng Lĩnh, Thanh Hóa, cùng lúc với cuộc khởi nghĩa Phạm Bành, Đinh Công Tráng. Sau khi nghĩa quân Ba Đình bị tan rã, Tống Duy Tân tạm thời giấu lực lượng rồi lánh sang Trung Quốc. Năm 1888, ông trở về Thanh Hóa, tổ chức lại nghĩa quân, xây cứ điểm, đánh địch 6 năm ròng, lập nhiều chiến công. Năm 1892, cuộc khởi nghĩa bị đàn áp. Tống Duy Tân bị giặc bắt và hy sinh anh dũng. Khởi nghĩa Hương Khê 1885-1896. Năm 1885, Phan Đình Phùng hưởng ứng Chiếu Cần Vương mộ quân đánh Pháp, lập căn cứ ở vùng núi hai huyện Hương Sơn, Hương Khê, Hà Tĩnh, cầm cự với giặc trên 10 năm. Cuối năm 1895, Phan Đình Phùng lâm bệnh từ trần, cuộc khởi nghĩa Hương Khê tàn lụi. Đến đây cũng chấm dứt phong trào văn thân chống Pháp ở Bắc Kỳ và Trung Kỳ 1885-1896. Khởi nghĩa Yên Thế 1887-1913. Hoàng Hoa Thám, tức Đề Thám, quê ở làng Dị Chế, Tiên Lữ, Hưng Yên, tham gia khởi nghĩa ở Sơn Tây, rồi lên Yên Thế theo đề năm chống Pháp, trở thành lãnh tụ của nghĩa quân Yên Thế, bền bỉ chiến đấu suốt 25 năm, gây cho giặc Pháp nhiều tổn thất. Bọn thực dân Pháp nhiều lần mở những cuộc tiến công lớn, hai lần phải đình chiến và dùng mọi thủ đoạn mua chuộc dụ dỗ nhưng đều thất bại. Cuối cùng, chúng phải lập mưu sát hại Hoàng Hoa Thám vào ngày 10 tháng 12 năm 1913 mới dập tắt được cuộc khởi nghĩa Yên Thế. Khởi nghĩa Thái Nguyên 1917-1918. Ngày 30 tháng 8 năm 1917, Trịnh Văn Cấn, tức Đội Cấn, lãnh đạo binh lính yêu nước khởi nghĩa ở Thái Nguyên, phá nhà Lao, thả tù chính trị, làm chủ thị xã trong 6 ngày. Đến ngày 10 tháng 1 năm 1918, cuộc khởi nghĩa bị thực dân Pháp dập tắt. Cuộc khởi nghĩa này có Lương Ngọc Quyến, con trai cụ Lương Văn Can, tham gia lãnh đạo. Cuộc bạo động Lạng Sơn 1921. Mùa thu năm 1921, Đội Ấn, người Tày, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn tổ chức cuộc bạo động, nghĩa binh đánh vào trại lính Khố Xanh gần Kỳ Lừa, nghĩa quân tiêu diệt được tên Cung Khắc Đản, tuần phủ của Bắc Lương, huyện Yên Lãng. Ít ngày sau, cuộc bạo động cũng bị thực dân Pháp dập tắt. Khởi nghĩa Cai Kinh. Lạng Sơn còn có một cuộc kháng chiến chống Pháp nữa do Hoàng Đình Kinh, chi huyện Hữu Lũng hay còn gọi là Cai Kinh, chỉ huy. Triều đình Huế đầu hàng thực dân Pháp bằng việc ký Hòa ước 1883, rồi sau đó là Hòa ước 1884.
Cai Kinh không chịu bãi binh mà hưởng ứng lời kêu gọi của một số quan lại chủ chiến ở các tỉnh như Lã Xuân Oai, Nguyễn Văn Giáp, Nguyễn Thiện Thuật, tiếp tục chống Pháp. Năm 1885, khi vua Hàm Nghi xuất chiếu Cần Vương kêu gọi toàn dân kháng chiến, ông tổ chức nghĩa quân chống Pháp ở vùng núi Cai Kinh. Mãi đến cuối năm 1888 khi ông mất, phong trào mới bị dập tắt. Tên ông được đặt cho dãy núi nơi ông lập căn cứ nghĩa quân kháng chiến. Cuộc bạo động Yên Bái. Ngày 10 tháng 2 năm 1931, cuộc bạo động của Việt Nam Quốc Dân Đảng do Nguyễn Thái Học và Nguyễn Khắc Nhu chỉ huy nổ ra ở Yên Bái và một vài địa phương khác nhưng đã bị thực dân Pháp dập tắt nhanh chóng. Hơn 80 năm, thực dân Pháp xâm lược và thống trị nước ta, nhân dân Việt Nam đã liên tục vùng lên đấu tranh để tự giải phóng. Mặc dù các cuộc đấu tranh ấy đều bị thực dân Pháp đàn áp đẫm máu và đã thất bại, song nó biểu thị ý chí quật cường của dân tộc, không chịu khom lưng cúi đầu làm nô lệ. Những cuộc kháng chiến đó cũng chứng minh rằng sự hiện diện của thực dân Pháp trên đất nước ta không phải là nguyện vọng của dân tộc ta, độc lập tự do mới là ý nguyện của dân tộc Việt Nam. Nền văn minh của Pháp có thể tiến bộ và rực rỡ, có thể đáng ngưỡng mộ, nhưng làm nô lệ cho nó nhất định không phải là ý chí của người Việt Nam. Những người Cộng sản Việt Nam ra đời là yêu cầu của lịch sử. Những người Cộng sản đã lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành độc lập là tiếp nối ý chí của cha ông mình và họ đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử đó. Giành được độc lập dân tộc, thành lập một nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đáp ứng được yêu cầu và nguyện vọng của lịch sử dân tộc. Ai đó cho rằng đánh Pháp là đuổi đi nền văn minh thì đó là kẻ không biết đến lịch sử nước nhà, không biết đến xương máu của cha ông mình hàng trăm năm đã đổ xuống vì một khát vọng tự do và độc lập.